chào buổi sáng tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với Forbes Women Series số thứ 2 ngày hôm nay. Forbes Women Series là một chuỗi hội thảo trực tuyến của Forbes Việt Nam dành cho phụ nữ với mục tiêu là tạo ra phiên bản thành công hơn cho chính bạn. Đây là một chuỗi 8 hội thảo trực tuyến dành cho phụ nữ được tổ chức 2 tuần một lần vào mỗi sáng thứ 7. Tôi là Hằng, tôi rất hân hạnh được là người dẫn dắt buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và tôi rất là vui khi nhìn thấy hiện nay ở trên event trực tuyến của chúng ta đã có gần 200 khán giả. Điều đặc biệt hơn nữa là sáng nay ban tổ chức có báo là đã nhận được gần 800 đơn đăng ký. Nghĩa là trong vòng khoảng một tiếng nữa thì chúng ta sẽ có sự góp mặt tham gia của 800 các bạn trẻ. Cũng như những người rất là mong muốn được giao lưu, chia sẻ, kết nối buổi sáng chủ nhật. Và đặc biệt trong một cái khung cảnh rất là đặc biệt, đó là Sài Gòn những ngày tháng đang bị phong tỏa. Và thực ra là chúng ta rất là thiếu những cái kết nối giữa người với người, những cái event trực tuyến, trực tiếp mà chúng ta vẫn thường gặp, được gặp nhau, được trò chuyện với nhau, được nắm tay nhau. Và thế này đó là những thứ rất là xa xỉ. Và những thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm bây giờ đó là đem những cái cuộc câu chuyện này, những cái chia sẻ này đến với các bạn. Và rất hy vọng là trong 90 phút tới thì các bạn sẽ rất là mở lòng chia sẻ với chúng tôi. Chúng ta hãy thử cùng tạo ra những cái kết nối trực tiếp. Và hy vọng là cái nền tảng online này sẽ không làm giảm cái sự kết nối đó. Chỉ một chút chia sẻ về event của Forbes Việt Nam. Mỗi chương trình thì chúng ta sẽ có được những cái góc nhìn và những cái quan điểm, công cụ để giúp phụ nữ được định hướng phát triển bản thân. Và ngày hôm nay, như chủ đề mà quý vị và các bạn đã biết, kết nối và xây dựng mối quan hệ, đặc biệt là trong đại dịch COVID, với chủ đề là ai che lưng cho bạn, kỹ năng kết nối mục tiêu phát triển sự nghiệp, hy vọng sẽ giúp các bạn phát triển kỹ năng networking. Trước hết, mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ nghe phần trình bày chia sẻ từ diễn giả, thảo luận về những câu chuyện về cách thức phụ nữ có thể áp dụng để kết nối xây dựng mối quan hệ. Tôi hết sức là vui lòng, hân hạnh giới thiệu vị diễn giả chia sẻ với chúng ta hôm nay. Một người tương đối là nổi tiếng trong cộng đồng khởi nghiệp và một người rất là kỳ lạ là đã chia sẻ một cái trải nghiệm rất là có 1-2 đối với chính bản thân tôi. Vào năm 2015-2016 khi còn cả tôi và Vi được trên sân khấu và đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam. Xin mời chị Lê Hoàng Nguyên Ti ạ. Cảm ơn chị Hằng ạ. Cảm ơn Forbes đã cho Vi được cơ hội được góp mặt trong chương trình Women Workshop Series. Ngày hôm nay, Vi sẽ rất là vui khi mà được giao lưu cùng mọi người. Và như chị Hằng có nói, chủ đề của mình là networking. Nhưng mà Vi sẽ không nói về sự cần thiết của networking. Vì ở đây Vi tin rằng mọi người đều hiểu giá trị của việc networking rồi. Mà thay vào đó thì mình sẽ tập trung nói về việc làm sao để có thể networking hiệu quả. Và cái này là trước khi bắt đầu cái phần chia sẻ thì mình phải thú thật là bản thân Vi sinh ra không phải là người có kỹ năng networking tốt. Mình là một người khá introvert, tức là hướng nội. Mình rất là sợ đám đông, mình cũng rất là ngại kết nối. Và trong cái chặng đường của mình ấy, thì Vi cũng phải tự học cái cách networking qua nhiều sự kiện trong cuộc sống. Thì chính vì thế hôm nay thì Vi sẽ mong muốn kể về cái hành trình để mà Vi rèn luyện cho mình kỹ năng networking tốt hơn. Từ đó có thể xây dựng được những mối quan hệ ý nghĩa trong sự nghiệp. Chắc là để cho cái buổi trình bày nó thú vị và vui vui một chút thì Vi sẽ mời bạn xuyên không 23 năm về năm 1998. Thì lúc này Vi 11 tuổi, đang học lớp 6 tại trường cấp 2 Ngô Tất Tố, Phú Nhuận. Các bạn nhìn cái slide này các bạn thấy có cái gì quen thuộc không ạ? Có hai phần mềm chat là MIRC và Yahoo Messenger. Thì như Vi có chia sẻ thì bản thân mình là một người hướng nội. Cái việc mà lúc bé mà mình phải đi ra ngoài làm quen với bạn bè mới, nói chuyện với người lạ, thật là một cái việc rất là khó khăn đối với Vi, bởi vì Vi chưa có thói quen. Thì chính vì vậy, ngay từ lúc bé thì mình cũng may mắn là có Internet. Và Vi đã chủ động tìm cho mình một cái cách networking khá là riêng và phù hợp. Đó chính là chat. Và thông qua các cái phần mềm chat ấy, thì Vi còn nhớ là mình may mắn có làm quen với rất nhiều người bạn mới trên mạng. Và có một cái anh ấy là Việt Kiều. Mình còn nhớ anh ấy tên là Michael Nguyễn. Và anh ấy có
cho mình xem cái website cá nhân của anh ấy. Và mình rất là ấn tượng. Thế thì mình rất là tò mò và mình cứ liên tục hỏi và chat với anh ấy để tìm cách làm được website. Và người ta cũng rất là tử tế, người ta hướng dẫn cho mình. Nhưng mà thời điểm đó mình không biết tiếng Anh. Mình còn nhớ là mỗi lần mà anh ấy nói về một cái khái niệm làm web thì mình phải một bên là màn hình máy tính, một bên là dùng cái từ điển ấy, để tra cái từ đó ra. Thì sau nhiều tháng miệt mài tìm hiểu cách thì mình cũng rất may mắn là cuối cùng mình cũng xây được cho mình một cái trang web cá nhân. Tuy là lúc đó rất là amateur, tức là nó còn rất là thiếu chuyên nghiệp, nhưng mà mình rất vui bởi vì mình cứ nghĩ là trên thế giới chỉ có một người sở hữu cái tên miền là uyv.com mà thôi. Và lúc đó thì mình cũng tự tạo cho mình một cái hộp thư là uyv@uyv.com, và lúc đó là mình rất là vui là mình đã học được kiến thức mới. Cũng thông qua networking ấy, thì sau đó mình tình cờ biết được là FPT, một trong những cái doanh nghiệp lớn nhất về công nghệ thời điểm bấy giờ, có một cái dịch vụ thiết kế website. Và thời điểm đó FPT thiết kế một cái trang web 10 trang trong vòng một tháng, và cái giá là không tưởng, tức là 14 triệu đồng. Thì là một con số khổng lồ vào thời điểm khoảng năm 2000. Thì ngay lập tức khi mà nghe thấy cái dịch vụ website này thì mình cũng từng nghĩ trong đầu là mình cũng có thể làm được. Thì trong vòng vài tháng sau đó là Vi đã cho ra đời một cái dịch vụ tên là TM Speed Network, cũng là thiết kế website. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt ở đây là thiết kế 10 trang nhưng mà giá chỉ lấy số lẻ của FPT thôi, là thay vì 14 triệu thì mình lấy 4 triệu. Và thời gian làm thay vì là 30 ngày thì mình sẽ làm là 7 ngày. Và cái cách mà lúc đó mình tìm khách hàng là thông qua forum, thông qua chat. Và mình nghĩ rằng cũng có rất nhiều người sẽ muốn xây dựng các website cá nhân, giống như bản thân của mình xây dựng website riêng. Hoặc là những doanh nghiệp SME cũng có nhu cầu xây dựng website để giới thiệu về doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên thì cái việc xây dựng website rất là khó khăn để tìm khách hàng. Và mình còn nhớ là cứ mỗi lần chat được một khách hàng nào có nhu cầu ấy, thì họ thường hỏi là làm hợp đồng như thế nào. Và lúc đó mình cũng không hiểu hợp đồng là gì, cho nên mình cũng không may mắn lắm, tức là cũng không ký được nhiều khách hàng và cũng không làm được với nhiều khách hàng. Thì mình cứ mò mẫm mãi mà mình suy nghĩ là có dịch vụ nào mà mình cung cấp mà mình không cần phải ký hợp đồng hay không, không cần phải ra mặt hay không cần phải đàm phán về mặt business hay không. Thì sau đó mình mới phát hiện ra là cái nhu cầu thời điểm bây giờ là rất nhiều người mong muốn là mua những cái vùng lưu trữ trên mạng, và họ cũng gặp khó khăn trong cái việc là tìm kiếm những cái dịch vụ phù hợp với Việt Nam, bởi vì nếu mà dùng thẻ nước ngoài thì rất là hạn chế trong cái việc là thanh toán. Thì lúc đó là mình mới ra đời một cái dịch vụ thứ hai là tmspeed.net. Và ngay từ đầu ấy, thì cái chiến lược của mình là mình sẽ tặng miễn phí cho những khách hàng sử dụng, và sau đó từ cái việc xài miễn phí thì những khách hàng đó sẽ chuyển đổi thành khách hàng trả phí. Thì mình cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian để thuyết phục về cái chất lượng dịch vụ của mình. Và mình còn nhớ mãi cái ấn tượng thời điểm đó là khoảng tầm 6 tháng sau thôi, thì có một người bạn trên mạng trong một cái ngày chat thì họ có nói là mua cái tờ báo Người Lao Động đi, thì tớ thấy là dịch vụ Team Speed được lên báo đấy. Thì mình chạy ngay ra sạc báo và mình mua ngay cái tờ báo. Sau đó đúng là có một cái mẫu tin rất là bé thôi nói về cái dịch vụ là hosting Team Speed trên tờ báo Người Lao Động. Và đó là một cái niềm vui rất lớn đối với mình. Thời điểm mình còn rất là trẻ. Và mình còn nhớ là mình cầm cái tờ báo đấy chạy khắp nơi để mà show cho bố mẹ, gia đình. Nói chung là đó là một cái niềm vui rất là lớn. Tuy nhiên, thật ra một thành tựu vẻ vang đã biến thành một cơn ác mộng. Chỉ mới khoảng 5 giờ chiều ngày cùng ngày thì website mình hoàn toàn là bị sập. Và lúc đó thì mình rất là bối rối và gần như là tuyệt vọng, bởi vì mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và tiếp theo đó là một loạt các cái email của những người mua dịch vụ hosting của mình, và họ email rất là dồn dập liên tục, và tất cả mọi người đều tương đối là giận dữ bởi vì cái website của họ lại bị sập. Và thời điểm đó thú thật là mình rất là sợ hãi và mình cũng không biết làm sao. Và một ngày liên tục là mình mò mẫm và mình tìm cái cách giải quyết nhưng mà cũng không có kết quả. Sau đó là mình dùng hết can đảm, mình lên forum để mình hỏi và cũng chat liên tục với một số bạn bè trên internet. Và cũng rất may là cũng có những người họ làm trong cái lĩnh vực là bảo mật security, và họ mới đoán là website mình bị hack. Sau đó thì mình cũng hỏi liên tục cái cách nào để xử lý, và được một số người bạn hướng dẫn cách khôi phục lại. Thì thật ra là mình là người introvert rất là sợ đám đông, nhưng mà có cái ưu điểm của mình là mình khá là curious, tò mò, và mình không ngại hỏi. Và cũng rất may mắn là thông qua cái việc kết nối internet đó mà cuối cùng thì mình cũng đã khôi phục được lại dịch vụ. Tuy là cũng chỉ khôi phục được một phần thôi, và cũng mất rất là nhiều cái dữ liệu của đối tác trên cái server.
Thì từ cái bài học đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái sự chủ động. Thì mình tin rằng chủ động networking sẽ mang lại cái cơ hội học hỏi, tiếp cận với kiến thức mới và từ đó mở ra rất nhiều cách thức giải quyết vấn đề. Thì trong trường hợp của mình nhé, mình là một người rất là ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng mà thông qua Internet thì mình may mắn là mình đã chịu khó network. Và từ cái việc networking đó, mình đã chủ động học được cách làm website, học được cách bán cái dịch vụ hosting. Và sau đó thì khi mình gặp khó khăn ấy, thì mình nghĩ là networking cũng đóng một trò rất quan trọng, bởi vì nhờ có việc networking, hỏi hàng người khác mà mình đã có cách giải quyết cho cái khó khăn rất là lớn đầu đời của mình. Và mình xin phép được mời các bạn đi tiếp với chặng hành trình. Thì từ năm 2004-05 thì mình có một cái may mắn là mình đã đi sang Mỹ du học trong chương trình trao đổi học sinh. Và khi ở Mỹ thì có một trong những cái điều tuyệt vời nhất mình được trải nghiệm đó chính là việc mua hàng trên Internet. Và sau đó thì mình cũng học cách bán hàng như là eBay, bán trên eBay, bán trên Amazon. Thì năm 2009 là cái năm mà mình tốt nghiệp đại học, thì mình ấp ủ một cái giấc mơ là xây dựng một cái website thương mại điện tử ở Việt Nam. Nó giống như một cái trang web Amazon Việt Nam. Thời điểm ban đầu thì đây là chính là cái bản kế hoạch mà mình viết về chọn.vn. Và mình kỳ vọng là sẽ hợp tác và bán được các cái sản phẩm rất là uy tín chính hãng. Thời điểm đó nó giống như là cái trang web Tmall của Alibaba Group. Và ban đầu thì lúc mà lập nghiệp thì mình nghĩ rất đơn giản. Tức là nếu mà mình mang một cái dịch vụ làm website chuyên nghiệp, cũng giống như ngày xưa mình đã từng làm website, nhưng mà bây giờ là mình sẽ giúp các cái doanh nghiệp lớn họ bán được hàng ấy, thì cái việc ký hợp đồng với cái doanh nghiệp này sẽ rất là dễ dàng. Và vì là một người hơi hướng nội và thích operation, tức là mình thích vận hành, mình thích làm sản phẩm, mình rất là không thích sales, cho nên mình nghĩ đơn giản là sẽ ngồi ở nhà soạn quy trình sale rất chuyên nghiệp, sau đó tuyển các bạn sale vào, các bạn sale giỏi, rồi các bạn ấy sẽ đi sale cho mình. Thì đó là cái mường tượng ban đầu thời điểm năm 2009-2010. Và đúng 3 tháng sau khi mà mình khai trương cái website ấy, thì không ký được bất cứ hợp đồng nào cả. Và lúc đó mình rơi vào một cái trạng thái cực kỳ là stress, cực kỳ là căng thẳng. Và mình cũng không biết cách nào để làm sao có thể tiếp cận được các cái doanh nghiệp thời trang và thuyết phục họ tham gia vào cái trang web của mình. Và lúc đó mình mới nhận ra một chuyện là mình phải trực tiếp đi gặp khách hàng. Và thế là mình quyết tâm là bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, và mình vượt qua được cái nỗi sợ đi làm sale ấy, và mình tự đào tạo mình thành một sales để mà mình trực tiếp đi gặp khách hàng và tìm được lý do tại sao mà công ty của mình không ký được với đối tác. Thì sau một vài lần đi gặp khách hàng ấy, thì mình hiểu ra ngay cái lý do tại sao mình không ký được hợp đồng với công ty lớn. Bởi vì thứ nhất, website của mình thời điểm đó chọn.vn là một gọi là no name, tức là không ai biết mình là ai cả. Và chính vì thế thì không có doanh nghiệp nào họ tin tưởng mình. Và cái thứ hai là thời điểm đó năm 2010 ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp họ đang kinh doanh offline rất là tốt. Thì cái nhu cầu mà kinh doanh online rất là thấp và cũng không ai quan tâm đến việc bán online. Thì chính vì vậy mình phải ngồi nghĩ rất là kỹ, vậy thì thực sự họ cần gì. Thì mình mới phát hiện ra thì rất nhiều doanh nghiệp thời điểm đó, cái điều mà doanh nghiệp cần đó chính là chụp hình sản phẩm, chụp hình showroom, chụp hình lookbook, nhìn cho thật là đẹp và ấn tượng để đăng lên catalog hoặc là để đăng lên tạp chí. Và để thực sự là mình tạo được cái network và mình làm quen được với doanh nghiệp lớn, thì bây giờ mình phải cung cấp dịch vụ gì mà người ta thực sự cần. Và lúc đó thì thú thật là mình gần như là làm rất nhiều những cái việc chụp hình mà hầu hết những doanh nghiệp đầu tiên là miễn phí. Và sau đó khi mà đã có những bộ hình đầu tiên rồi ấy, thì lúc đó mình mới bắt đầu thu phí và thu một cái giá rất là rẻ để cho các doanh nghiệp thoải mái họ tin tưởng và tạo lòng tin ban đầu. Và không phải chỉ chụp hình đâu ạ, tức là thời điểm đó rất nhiều những doanh nghiệp thời trang có rất nhiều nhu cầu khác nhau, từ việc là thiết kế thương hiệu, làm event, làm website của công ty. Nói chung là lúc đó một cái keyword là cái gì đối tác cần thì mình cũng làm, không bao giờ từ chối. Chỉ để thuyết phục đối tác là hãy cho mình xây dựng những cái gian hàng online trực tuyến để bán sản phẩm cho họ trên online. Và cũng rất là may mắn là cuối cùng cũng có một số nhãn hàng lớn đồng ý. Và mình đã hiểu ra được một cái khái niệm là The Network Effect. Tức là mình mất 12 tháng để hợp tác với 30 đối tác đầu tiên. Nhưng mà sau đó mình chỉ cần khoảng 6 tháng để có thể hợp tác với hơn 100 đối tác tiếp theo. Cuối cùng thì chọn cho VN cũng may mắn trở thành một trong những địa điểm yêu thích của các bạn
rành về thời trang và mong muốn mua được thời trang trực tuyến vào thời điểm đó. Và một cái bài học mà mình cũng nhận ra trong cái quá trình gọi là đi làm networking trong cái bối cảnh là business, thì đó chính là sự hữu ích, hay mình dùng một cái chữ rất là thân thuộc là cho khế nhận vàng. Thì Thủ tướng Anh Winston Churchill có nói là chúng ta tồn tại nhờ những gì ta nhận được, nhưng sống là nhờ những gì ta cho đi. Thì mình tin rằng là trong cái hành trình xây dựng mối quan hệ, đặc biệt là trong business, thì chúng ta đừng nghĩ làm sao để người khác giúp mình, mà việc đầu tiên đó chính là tìm cách mang lại lợi ích cho người khác. Thì đó là cái keyword thứ hai của mình là hữu ích. Và mình cũng muốn mời mọi người tiếp tục chặng hành trình của mình đến năm 2014. Thì mọi người nhìn cái hình này có cái gì đặc biệt không ạ? Cái keyword mà mình muốn dùng ở đây là đông, rất là đông. Thì mình có một cái may mắn là năm 2014 thì mình website chọn.vn có sáp nhập vào trang web adirồi.com. Và lúc đó thì mình được gia nhập ở tập đoàn Vingroup và mình làm trong cái dự án thương mại điện tử tập đoàn Vingroup. Thì thời điểm tháng 11 năm 2014 khi mình mới gia nhập tập đoàn ấy, thì lúc đó cái bộ phận mình quản lý là 300 người. Thật ra 300 người một áp lực rất lớn, bởi vì công ty chọn.vn cái thời điểm cao điểm nhất mình cũng chỉ có tầm 70 nhân sự thôi. Thì chỉ trong một thời gian rất ngắn mà mình phải quản lý 300 người thì tức là gần như là 5x cái lượng nhân sự mà mình phải quản lý. Nhưng mà sau đó 2 tháng, tức là đến tháng 1 năm 2015 ấy, thì tổng số lượng nhân sự mình phải quản lý là 800 người. Và đến tháng 3 năm 2015, tức là 2 tháng sau đó nữa, thì tổng số lượng nhân sự mình phải quản lý lên đến 1.200 người. Và thời điểm đó thì mình vừa tròn 27 tuổi. Thì đây là một cái áp lực rất lớn. Nhưng mà cái áp lực lớn nhất ấy, là tất cả các anh chị trong công ty của mình, tức là những đồng nghiệp của mình ấy, họ đều đến từ các cái sàn thương mại điện tử rất nổi tiếng thời điểm đó, là Lazada, Zalora, hoặc là những cái trang web Groupon như là Nhóm Mua, Hot Deals. Còn trong khi thật ra mình đến từ một cái background, một cái trang web rất là bé. Và thật ra cái việc mà mình phải đối mặt thời điểm mình gia nhập năm 2015 ấy, là có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra trong công ty. Cụ thể thôi, tức là khi mà mình gia nhập công ty năm 2015 thì thật ra là công ty đã hoạt động được hơn một năm rồi. Thì bộ phận kinh doanh luôn luôn than phiền rằng là bộ phận công nghệ xây dựng website lâu quá, không có website để kinh doanh. Còn bộ phận công nghệ thì luôn luôn than phiền là bộ phận kinh doanh không hiểu gì về yêu cầu website cả. Vậy thì lúc đó mình đặt ra một cái vấn đề rất là lớn là làm sao để có thể networking hiệu quả trong một cái môi trường làm việc rất đông người và có rất nhiều mâu thuẫn nội bộ và có rất nhiều những cái agenda khác nhau của từng bộ phận. Và cái gì tới cũng tới, tức là sau khi mình nhận nhiệm vụ chính thức vào tháng 3 năm 2015 để quản lý toàn công ty, thì 3 tháng sau đó là đến tháng 6, điều gì đến phải đến là tập đoàn có quyết định là sẽ test thử dịch vụ của trang web và sẽ cho 2.000 cán bộ nhân viên tập đoàn để mua sản phẩm. Và đây là một cái test rất là quan trọng, giống như là một cái test sinh mệnh vậy đấy. Tức là nếu mà không pass test này chắc là sẽ dẹp tiệm đóng cửa sớm. Thì chính vì vậy là tất cả các anh chị em trong công ty đều mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho buổi test. Và mọi người rất là lo lắng. Và khi trước ngày test một hôm ấy, tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Thì đúng 11 giờ đêm ngày hôm trước thì mình phát hiện ra lỗi. Thì lúc mà phát hiện ra lỗi ấy, thì các bạn phải tưởng tượng là tất cả đội ngũ là hoảng loạn. Và lúc đó thì cũng không phân biệt ai là kinh doanh, ai là công nghệ. Mà tất cả mọi người buổi tối đó đều xông vào vận động tất cả cán bộ nhân viên phối hợp test để tìm ra cái lỗi thực sự là bị ở đâu. Và cứ miệt mài tìm. Đến 4 giờ sáng thì đúng là rất là may mắn là tìm ra được cái vấn đề là gì. Và đội công nghệ là mình gọi là code xuyên đêm ấy, là đến 6 giờ sáng là sửa xong cái lỗi. Và rất may là 7 giờ sáng là đơn hàng đầu tiên của khách hàng đặt. Thì khi mà mình trải qua một cái sự việc, khi mà mọi người trải qua một cái sự việc như vậy, thì tất cả mọi người nhận ra rằng ấy, là để xây dựng những cái mối quan hệ hiệu quả thì chúng ta phải biết lắng nghe và đặc biệt là phải đặt mình vào vị trí của người khác, có được cái sự thấu cảm, thực sự hiểu được vấn đề để cùng tìm giải pháp. Và cũng nhờ cái sự thấu cảm đó mà từ đó về sau toàn bộ anh chị em trong công ty ấy, đã cảm thấy cái việc networking, xây dựng cái mối quan hệ nội bộ nó không còn khó khăn vất vả như trước. Và rất may mắn là tập thể đã khá là đoàn kết để hướng về mục tiêu chung. Thì cái bài học mà mình muốn chia sẻ ở đây ấy, đó chính là sự thấu cảm. Và tức là để mà rèn luyện được kỹ năng networking tốt ấy,
thì mình sẽ phải biết lắng nghe. Và xây dựng được cái mối quan hệ sâu sắc thì mình sẽ phải học cách để bỏ đi cái tôi của bản thân mình. Khi mà mình đã lắng nghe người khác, mình thấu hiểu người khác, thì từ đó chúng ta mới tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề. Thì đó là bài học thứ ba của mình. Và mình mời mọi người đi tiếp cái chặng hành trình đến năm 2017. Như chị Hằng hồi nãy có chia sẻ là năm 2016 thì cả mình và chị Hằng rất là may mắn, bởi vì hai chị em có dịp được trò chuyện với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Thì hôm nay là cũng là một ngày mà hai chị em hồi ngộ. Thì mình cũng rất nhớ về cái trải nghiệm này, bởi vì mình có hỏi ngài tổng thống Barack Obama một câu là khi còn trẻ thì ngài có nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ muốn làm tổng thống hay không? Thì lúc đó ngài tổng thống Obama trả lời rằng là chưa bao giờ ngài nghĩ là cái tổng thống là một cái mục tiêu, một cái đích đến cuối cùng mà ngài đặt ra khi còn trẻ cả. Mà trong bất cứ cái việc mà ngài làm ấy, thì ngài luôn luôn làm với một cái tinh thần rất là nghiêm túc và chân thành. Và mỗi công việc làm đều hướng đến cái giá trị tốt nhất cho cộng đồng. Thì thật ra thì sau khi mà có cái dịp gặp ngài tổng thống Barack Obama và nghe lời chia sẻ của ngài, thì mình cũng có rất nhiều động lực lớn để bắt đầu cái giấc mơ tiếp theo. Đó chính là cái việc xây dựng một cái quỹ đầu tư uy tín để cùng đồng hành mang lại nhiều giá trị cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Và hiện nay thì mình đang làm giám đốc của quỹ đầu tư khởi nghiệp Du Ventures. Quỹ của mình đang quản lý khoảng 50 triệu đô và nhiệm vụ của mình là phải tìm được và đầu tư được vào các startup công nghệ tiềm năng. Và nghề hiện tại của mình là nghề đi đầu tư. Thì đầu tư nó cũng giống như là bạn đi chọn một người chồng, người vợ ấy. Bởi vì gọi là nhiều khi mình đi làm việc thì 8-10 tiếng, 12 tiếng, tức là mình spend rất nhiều thời gian trong công việc. Và với phương diện là nhà đầu tư và những cái startup hợp tác với nhau ấy, thì gần như là mình phải tin tưởng nhau một cách tuyệt đối và phải rất thông hiểu nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Chính vì vậy mình phải xây dựng được những mối quan hệ rất là sâu sắc với các cái nhà sáng lập. Mình đang muốn dùng một cái hình ảnh là một cái cây để nói về cái quan hệ hợp tác cùng xây dựng công ty. Các bạn tưởng tượng nhé, để một công ty có thể phát triển thì cái mối quan hệ giữa nhà đầu tư và startup phải gắn kết bền chặt. Cái cây cần một cái bộ rễ bám rất là sâu. Khi mà nuôi một cây lớn là bạn cần phải nuôi dưỡng nó, phải bón phân, tưới nước. Cũng giống như bất cứ mối quan hệ nào, khi mà chúng ta nuôi dưỡng mối quan hệ thì chúng ta cũng phải nuôi dưỡng rất là cẩn thận, có thời gian lâu ngày. Chính vì vậy mình chọn cái hình ảnh là cái cây. Và cái bài học rất lớn mà mình nhận ra để mà xây dựng một cái mối quan hệ lâu dài với mọi người, đó chính là sự chân thành. Thật ra thì mình cũng có nghiệm ra là đi event để networking rất là tốt. Bởi vì khi mình đi event thì mình sẽ có rất nhiều cơ hội được làm quen với nhiều người mới, họ rất là hay ho. Nhưng mà để duy trì một mối quan hệ thì cái vấn đề là chúng ta phải dành thời gian cho đối tác, cho bạn bè, cho những người chúng ta mới quen như thế nào. Thì chúng ta cần những cái chất kết dính, không phải là những cái lần gặp gỡ sơ qua hoặc là những câu chuyện phím chào hỏi nhau, mà mình tin rằng một cái mối quan hệ thực sự phải được nuôi dưỡng bằng chiều sâu và sự chân thành. Và chỉ có sự hiểu biết sâu sắc và lòng quan tâm chân thành ấy, thì mình tin rằng bạn sẽ duy trì được cái mối quan hệ nó thực sự là bền chặt. Và vừa rồi thì mình vừa kể một cái chặng hành trình để mà xây dựng những cái mối quan hệ ý nghĩa trong sự nghiệp và bốn cái keyword mà mình đang muốn chia sẻ cùng với mọi người ấy, thì đó là sự chủ động, sự hữu ích, sự thấu cảm và sự chân thành. Đối với cái bối cảnh COVID hiện nay ấy, thì mình nhận thấy là chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất là nhạy cảm và có rất nhiều sự khác biệt. Và thật ra thì có rất nhiều những khó khăn đã và đang xảy đến với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Có rất nhiều rủi ro về sức khỏe, có rất nhiều rủi ro về kinh tế. Và mình tin là cũng có rất nhiều tác động về mặt tinh thần, như những cái sự cô đơn trầm cảm trong cái thời điểm là lockdown. Và chính vì vậy, mình nghĩ rằng là đối với những cái mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng trước đó, thì bây giờ không có gì hơn là những cái sự chia sẻ động viên, giúp đỡ khi cần. Tức là chúng ta có rất nhiều cái cách để mà hiện diện trong một cuộc sống của người khác, chứ không phải là chỉ là gặp mặt trực tiếp. Nhiều khi trong thời gian này thì chỉ cần một cái lời chủ động hỏi thăm, một cái lời chia sẻ đơn giản qua chat, qua tin nhắn thì cũng là một cách quan tâm chân thành đến người bạn của mình. Còn đương nhiên đối với những người mà mình mới gặp, những mối quan hệ mới trong công việc đối tác, thì mình tin rằng là gặp online cũng sẽ có rất nhiều điểm khác biệt so với offline. Thì offline thì chúng ta có thể rất là friendly, tương tác với nhau, gần gũi. Còn online thì chỉ có nhìn được mình hình ảnh, màn hình với nhau thôi. Chính vì vậy mình tin rằng là nếu gặp online ấy, thì chúng ta sẽ phải rất tập trung và chuẩn bị cái nội dung cho cái cuộc hội thoại đó. Thì cái keyword hữu ích nó rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta có cái nội dung hữu ích cho những người mới quen ấy,
chúng ta sẽ làm một cái tiền đề tốt để xây dựng cái mối quan hệ ban đầu. Và để mà kết thúc cho bài trình bày này ấy, thì mình cũng muốn nhấn mạnh lại là xuất phát điểm. Thật ra Vi là một người không hề nhé, không hề có một nền tảng networking nào cả. Mà thật ra thì mình tin rằng networking là một cái kỹ năng. Bởi vì bây giờ cái nghề của mình ấy, nói một cách rất là buồn cười là nghề của mình bây giờ là đi đầu tư, tức là phải đi networking, phải đi xây dựng mối quan hệ với lại startups, phải đi xây dựng mối quan hệ với rất nhiều nhà đầu tư khác trên thế giới. Và Vi muốn khẳng định một lần nữa là networking là một kỹ năng có thể rèn luyện được. Và mình dùng cái câu ở đây là practice makes perfect. Và mình tin rằng sau ngày hôm nay thì rất mong các bạn có thêm những nguồn cảm hứng mới để rèn luyện cái kỹ năng networking. Và một lần nữa, mình rất cảm ơn Forbes và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn các chia sẻ của Vi. Ở đây chắc cho Hạc bổ sung thêm một ý. Đấy là good practice makes perfect. Chúng ta luyện đúng cách, các những cách mà chị Vi đã chia sẻ, cũng như cách các bạn có thể học được từ rất nhiều các anh chị đi trước, thì điều đó sẽ khiến chúng ta tự tin hơn. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài giây phút nghỉ trước khi vào phần Q&A tiếp theo. Mới thấy giới thiệu về Forbes Women Series số tiếp theo chị ạ, ngày 4 tháng 9. Rất hy vọng là các bạn đăng ký, và quý hơn rất là nhiều là các bạn đã ở đây đã dành cái buổi sáng thứ bảy này cũng như chị Vi đúng không? Thì trong 20 phút vừa rồi thì giống như là chúng ta vừa đi qua một trailer cuộc đời của Vi, rất là nhiều biến động, các câu chuyện rất là hấp dẫn, từ chỗ cô bé ngồi ở nhà rất là nói đi ngồi cốt quét. Xong có những câu chuyện, những khoảnh khắc, những cái bước ngoặt nào đó mà hôm nay Vi đã trở thành người networking rất là chuyên nghiệp trong một cái nghề rất là khó, vừa đi làm đầu tư, vừa phải đi xin tiền từ các nhà đầu tư ở nước ngoài, mà rất là khó tính, gặp rất là nhiều người. Và thị trường thì không hề dễ dàng, hàng ở trong thị trường không biết, có rất nhiều các quỹ đầu tư khác. Làm thế nào để tạo ra sự khác biệt? Bây giờ mình sẽ đến cái phần Q&A, và Hằng đã có nhận được tương đối nhiều câu hỏi ở trong phần chat. Thì rất hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đặt thêm câu hỏi với cả Vi và Hằng, và Hằng sẽ sẵn sàng chia sẻ. Câu đầu tiên có lẽ là Hằng xin tiếp theo cái phần cuối cùng mà Vi đang nói trong buổi thời buổi Covid thì chúng ta sẽ kết nối với nhau như thế nào. Hằng hỏi cụ thể luôn những câu chuyện Covid mà Vi đã và đang trải nghiệm trong những ngày vừa rồi, làm việc từ nhà. Vi có tìm thêm được cái startup nào mới để đầu tư hay không, có nói chuyện thêm được với investor nào hay không, hay là Vi đã tìm cách là giúp đỡ các startup trong portfolio của Du Ventures nào? Bản thân Vi cũng khá là may mắn, bởi vì cái doanh nghiệp của mình cũng đã hoạt động online được một thời gian khá lâu. Cũng không hẳn là Vi không biết lúc đầu gặp trực tuyến. Bởi vì hầu hết là nếu mà mình làm việc với nhà đầu tư nước ngoài hoặc là những đối tác nước ngoài thì cái việc gặp online là việc nó diễn ra là hàng ngày. Thì đó là cái điểm may mắn đầu tiên. Nhưng mà đương nhiên cái thứ hai là cái việc mà quỹ đầu tư rất là khó khăn trong thời điểm này, đó chính là làm sao để giúp cho các công ty ở Việt Nam có thể an toàn mùa dịch. Thì trong 2 tháng nay thì cái việc mà bên Vi tập trung nhiều nhất là giúp đỡ các cái công ty mà mình đã đầu tư vào ở Việt Nam. Và ở đây không hẳn chỉ là phương diện về kinh doanh, về tài chính, mà thực sự làm sao để cho chúng ta có thể giúp được từng cán bộ nhân viên, tức là cái well-being của đội ngũ, của cán bộ nhân viên trong công ty. Từ những việc rất căn bản thôi, tức là những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái phòng bị cho công ty, truyền thông như thế nào đúng đến cán bộ nhân viên, và sau đó những cái thiết bị y tế, những cái gì mà mình có thể giúp được cho công ty thì đó là cái việc mà mình phải tập trung làm đầu tiên. Và song song đó thì như Vi chia sẻ thì cái công việc của mình bản chất nó là làm online từ xưa nay rồi. Cho nên là cái việc mà họp trực tuyến với đối tác và họp với các công ty startup thì cái điều mà họp trực tuyến thì nó cũng không có gì là trở ngại nhiều lắm đối với Vi. Nhưng mà đương nhiên họp online nó khác nhé. Tức là mình cũng nói với các bạn là
ví dụ ngày xưa mình đi ra mình gặp thì nó sẽ có một cái rất là gần gũi, tức là mình có thể nói chuyện với nhau, bắt tay, hoặc là có những cái hành động nó cũng rất là friendly, gần gũi. Nhưng mà học online thì chỉ là cái màn hình với nhau thôi, thì rất nhiều bạn sẽ rất là dễ bị burnout energy, tức là mất năng lượng. Thì một trong những cái điều mà Vi cũng thường hay nói với tất cả các bạn trong Duventure và rất nhiều bạn bè là xếp cái lịch họp như thế nào để nó đừng quá burnout với mình. Tức là nhiều khi họ offline thì còn chạy từ chỗ này sang chỗ kia, nhưng mà họ online thì nó cứ liên tục, nó sẽ sát nhau. Thì khi mà họ online nhiều như vậy thì nó sẽ rất là dễ mất năng lượng. Thì chính vì thế thì mình cũng khá là cố gắng làm sao để điều độ cái lịch họp. Mình cũng phải có thời gian đứng dậy đi qua đi lại, mình luôn giữ cái mức energy trong người mình nó thật sự là tốt. Thì đó là kinh nghiệm của Vi. Còn trả lời chi tiết hơn câu hỏi của chị Hằng thì thật ra thì Duventure vẫn cố gắng là làm song song hai chuyện, vẫn phải cố gắng giúp các công ty portfolio company đầu tư vào, nhưng mà song song đó thì cái nhiệm vụ của mình đặc biệt trong thời gian này nó rất là quan trọng. Mình tin rằng là khi mà thời điểm khó khăn ấy thì startup mới cần mình, nhưng còn nếu mà thị trường đang tốt, công ty đang tăng trưởng thì nhiều khi cái vai trò của mình rất là mờ nhạt. Thì chính vì thế Vi và các bạn trong Duventure thì nghĩ rằng đây là cái giai đoạn mình phải chăm chỉ hơn, mà mình phải cố gắng để làm sao gặp được nhiều startup hơn. Và đương nhiên nếu mà chúng ta có thể cùng đồng hành được với những startup đó vượt được cái thời khó khăn này ấy, thì chúng ta tin rằng là chúng ta sẽ giúp được rất nhiều, và nó sẽ là một cái bệ phóng để giúp cho những startup có thể tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tiếp theo. Thì chính vì thế là lịch làm việc thật ra giai đoạn này nó lại còn dày hơn giai đoạn mà trước Covid nữa, và mình phải giữ một cái kỷ luật để giúp cho mình làm việc một cách nó năng suất và cũng để đầu tư được thực hiệu quả. Hằng rất đồng tình với Vi ở một điểm, đó là vào càng những ngày tháng khó khăn này, càng những khi mà các công ty cần mình nhất, thì mình càng trở thành một cái điểm tựa rất là vững chắc. Và trước khi làm được điều đó thì bản thân mình làm sao phải có kỷ luật, đúng không? Làm sao để mỗi buổi sáng mình nhìn vào màn hình Zoom, mình nhìn vào gương, mình đều thấy mình là một người mà người khác nói chuyện sẽ nhìn thấy được cái năng lượng tích cực đó. Chứ mình không muốn là chỉ là một gương mặt mệt mỏi khác và những lời than phiền khác. Hằng xin chia sẻ một chút, hơi khác cái tính chất công việc của Vi, được làm online rất là nhiều, thì Hằng làm trong một ngành vận hành rất là căng thẳng cái mùa dịch này. Các bạn có thể thấy mỗi ngày đối với ngành vận chuyển của Giao Hàng Nhanh và Hapmove đều có rất nhiều các quy định khác nhau. Và thực sự là các bạn đang vận hành ở trên field rất là vất vả, không biết là có được đi ra đường hay không, đi ra đường gặp bao nhiêu chốt chặn, đến văn phòng, đến nơi làm việc, đến kho bãi làm việc đi giao hàng cho khách có cái nguy cơ rủi ro tiềm tàng gì không. Và thực tế là những ngày qua thì Hằng vừa cảm thấy là rất là bất lực, bởi vì tôi cũng ước gì tôi có thể chia sẻ với anh em theo một cách nào đấy khác nữa. Tôi có thể đi ra đường mỗi ngày, tôi có thể đi giao từng gói hàng này, và tôi thấu hiểu chính xác là mọi người đang gặp khó khăn gì để tôi có thể hỗ trợ hơn. Nhưng mà đồng thời với công việc của người quản lý thì tôi vẫn phải làm sao để tôi đủ cần. Khi mà các bạn cần thì chỉ cần một cái tin nhắn là mình có thể xuất hiện. Bởi vì mình cũng không biết được trong mùa này những cái tin nhắn nào là tin nhắn thực sự là cần thiết, hay là nhiều khi nó chỉ là hỏi chị có ổn không, em có ổn không, chúng ta có ổn không, và nếu mà sau mùa dịch thì chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ đi đâu, những kế hoạch sau đó, tất cả những cái mà mình gọi là những cái liều thuốc tinh thần có thể nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Với các cái đồng nghiệp khác hay các mối quan hệ công việc khác thì đúng như là Vi nói, mình chỉ cần hữu ích hơn, mình dành thời gian hỏi thăm mọi người, quan tâm mọi người. Bây giờ có rất là nhiều cái nền tảng chat rồi Facebook, làm sao mà mình có thể đem lại được cái năng lượng tích cực đấy cho mọi người mỗi ngày, thì đó cũng đã là một thành công rất là lớn rồi. Follow tiếp cái topic này, Trang hỏi là như vậy Vi có đặt mục tiêu là sẽ phải gặp, có phải tạo những cái kết nối mới trong mùa Covid này không, và nếu có thì Vi làm điều đó như thế nào? Cái này là em cũng nói rất thật, và thật ra không phải là mục tiêu cái nước mới nữa mà bắt buộc phải có kết nối mới. Vì công việc của mình là đi đầu tư, cho nên là mình đây là một cái tính chất công việc rồi, thì nếu mà không gặp những startup mới, những cái bạn founder mới thì mình cũng gần như là mình không làm được việc ấy. Cho nên chính vì thế thì hàng tuần thì toàn bộ đội ngũ Duventure thì chắc chắn là từng bạn investment team trong đội ngũ của mình ấy, thì đều phải gặp các startup mới, và đương nhiên thì mình cũng sẽ cùng follow với các bạn, mình cũng sẽ phải gặp những startup mới.
Và gần đây thì các bạn có thấy là trong, tức là ở Việt Nam chúng ta đang có cái bước chuyển biến về công nghệ rất là nhanh. Và đó cũng là một cái may mắn của mình, tại vì hàng ngày thì mình cũng được gặp rất nhiều những cái bạn trẻ và khá là, họ rất là inspiring. Tức là bản thân mình cũng được truyền thêm rất nhiều năng lượng từ những cái đam mê, những cái passion, từ những cái bạn founder rất là trẻ. Và cũng có rất nhiều câu chuyện gần đây, rất nhiều founder cũng thành công gọi những vòng vốn lớn. Và đó là cái điểm mà cả thị trường chúng ta cũng rất là mừng. Bởi vì đó là một điều mà chứng minh rằng là cái nhà đầu tư nước ngoài họ cũng đang nhìn vào Việt Nam và cũng đang thấy cái tiềm năng của Việt Nam. Và chúng ta thì lại may mắn là đang ở Việt Nam luôn. Chúng ta đang có thể gặp trực tiếp, chúng ta đang có thể có một những cái kết nối rất là sâu sắc với các nhà đầu, với các nhà sáng lập. Thì đó là công việc hàng ngày mà Vi phải làm. Cảm ơn Vi. Có một số câu hỏi rất là cụ thể của các bạn. Và hồi đó là ở đây chủ yếu là các bạn trẻ đang tham gia event của chúng ta buổi sáng nay. Ví dụ như các bạn hỏi là networking có khác gì với xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay không? Làm sao để tránh được việc networking cho công việc nhưng mà không xây dựng được mối quan hệ sau công việc? Khó xây dựng mối quan hệ của công việc. Làm thế nào để Vi biết là người này gặp sẽ chỉ phục vụ cho công việc thôi, người này sẽ không trở thành bạn tôi, hay là ngược lại? Thật ra cái mình gọi là cái mơ ước nhé. Cái mơ ước là làm sao để cho mình không quá rạch ròi là ai là business partner, ai là bạn, làm sao mình có thể chơi được bên ngoài hoặc là chỉ là trong công việc thôi. Đó là cái ước mơ của mọi người ấy, mình nghĩ là như vậy. Vì đâu ai muốn là đi gặp một người mà căng thẳng ấy, tức là luôn luôn phải có một agenda nào đấy rồi phải nhờ vả họ một chuyện gì đấy, thì đó là việc rất là căng thẳng. Mà nếu mà mình có thể gọi là chơi với nhau vui vẻ, chân thành và giúp qua giúp lại ấy, thì nó rất là tự nhiên. Thì mình nghĩ đó là luôn là ước mơ nhé, nhưng mà trong thực tế rất là khó. Mình phải nói rất là thẳng là vì mình gặp một người ấy, người ta cũng rất bận, người ta cũng không thể nào dành nhiều thời gian cho mình. Và cái này là cái mà kinh nghiệm của Vi, tức là khi gặp một người thì mình cũng phải tìm hiểu về người đấy, đặc biệt là mình càng muốn gặp những người mà họ có thể có chức vụ cao hoặc là có những cái liên quan đặc biệt cho công việc của mình đi, thì mình phải dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về người đó, về những thói quen. Đơn giản là bây giờ ai cũng có social media profile, thì trước khi Vi đi gặp nhé, thì Vi cũng phải viết qua xem là nếu mà họ có social media profile LinkedIn hoặc là Facebook thì mình xem qua thử. Và đặc biệt cái kinh nghiệm của Vi là tìm bạn chung á, tức là nếu mà cái đối tác đó là rất quan trọng, mình cũng muốn build một mối quan hệ không phải chỉ là công việc, mà mình cũng muốn là build một mối quan hệ nó sâu sắc hơn với cái đối tượng đó, thì mình tìm referral, mình tìm bạn chung để giới thiệu mình, thì nó sẽ tạo một cái ấn tượng tốt ban đầu, tức là mình cũng có một cái mối quan hệ chung nào đấy. Sau đó thì tùy người và tùy sở thích nhé. Có rất nhiều người là họ thích là đi thẳng vào công việc luôn, mình phải rất tôn trọng cái sở thích của họ. Có rất nhiều người thì họ thích là sẽ xã giao trước, nói chuyện vui vẻ rồi sau đó mới đi vào công việc, chứ không muốn đặt vấn đề công việc lên đầu tiên. Thì mình nghĩ là cái first meeting và cái first impression nó rất là quan trọng trong cái việc networking. Và cái first meeting thì thật ra không cầu toàn đâu mọi người, tức là mình không thể nào mình cầu toàn là gặp một người lần đầu tiên biến thành bạn thân của người đó và sau đó là business partner. Tức là bữa đầu tiên thì là cái bữa rất là quan trọng để cho thực sự là cái buổi họp nó phải ra được hiệu quả và người ta thấy được cái sự hữu ích trong cái câu chuyện của mình. Rồi dần dần cũng không có ai nói bạn là chỉ được phép làm business partner là trong công việc thôi. Nếu mà mình thấy giữa person với person chúng ta tìm được những cái connection chung có vẻ hợp nhau thì mình nên tạo những mối quan hệ nó rộng ra hơn, chứ không hẳn chỉ là gò bó là chỉ là business partner là mãi mãi không được làm bạn ngoài đời, ví dụ như vậy. Nhưng mà như mình nói là cái chuyện này rất khó nhé. Tức là ai cũng muốn hướng đến việc đó, nhưng mà mình phải có phương pháp. Và như kinh nghiệm của Vi chia sẻ là một là mình sẽ phải tìm hiểu rất kỹ về đối tác, tìm được referral. Trong buổi họp đầu tiên thì rõ ràng là chúng ta phải để lại một ấn tượng tốt, cái câu chuyện của mình nó phải hữu ích. Thì đó là ba cái mà Vi thường thực hành nhiều nhất. Cảm ơn Vi. Vậy thì càng ngày với công việc của mình, Vi càng phải biết nhiều người hơn, càng biết nhiều investor, founder, rất nhiều người trong cái ecosystem. Từ một người mà có lẽ là có một số lượng mối quan hệ hạn chế chúng ta có thể đếm được, đến bây giờ là chắc là contact list của Vi là phải rất 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 đông rồi. Làm thế nào để Vi có thể tiếp tục duy trì các mối quan hệ này sau thời gian, và làm thế nào để mình chọn lọc được đâu là các mối quan hệ tốt, hữu ích mình muốn duy trì, và những cái tiêu chí của Vi sẽ là gì? Cảm ơn chị Hằng ạ. Thực ra thì cái này cũng là một kinh nghiệm rất là cá nhân thôi nhé, thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn, mình cũng chưa có chia sẻ được với ai. Vì mình là một người không giỏi trên booking, nó thật là như vậy, cho nên là mình sẽ phải rèn luyện và phải có phương pháp cho riêng mình. Ví dụ như khi mình đi một cái event về và mình có thể mình gặp rất nhiều người và có business card,
thì việc đầu tiên mình về là mình sẽ phải input hết tất cả business card vào một cái database. Và đương nhiên là mình sẽ phải cố gắng là mình phải càng tốt để mà mình nhớ. Tại vì thật ra nhiều khi mình không giỏi networking thì cái khả năng mà mình nhớ hết tất cả những người mình gặp trong một cái event nó cũng rất là khó. So với những bạn thiên bẩm tài năng là networking giỏi nhất, các bạn nó nhớ rất siêu, tức là mình rất ngưỡng mộ những người mà networking giỏi. Thì mình bù lại bằng cách là mình phải sắp xếp nó khoa học thôi. Sau khi mà mình đã input hết vào thì một trong những cái điều mà mình cũng đang vận dụng cho công ty ấy, là mình sẽ phải chia ra các cái tần suất và mình phải buộc mình, bắt mình phải giữ liên lạc. Thì ví dụ như đối với nhà đầu tư ấy, thì thật ra là ở Du Venture thì bọn mình có một cái lịch họp tùy nhóm nhà đầu tư nhé. Có những nhóm nhà đầu tư là hàng quý, có những nhóm nhà đầu tư là hàng tháng, tức là đặt vào luôn ấy, cứ tuần đầu tiên của tháng ngày thứ hai là mình sẽ gặp nhà đầu tư này. Ít nhất là mình sẽ phải giữ một cái liên hệ rất là thường xuyên, nhiều khi gặp chỉ là chào hỏi, say hello, rồi mình cũng sẽ kể cho họ nghe về những cái diễn biến ở thị trường Việt Nam, và mình cũng rất hy vọng là họ sẽ chia sẻ lại những cái hiểu biết của họ ở những thị trường khác. Thì thật ra là mình nghĩ nó một cách ngắn gọn là mình cũng phải tự nghĩ ra một cách nào đó để quản lý hết cái danh mục contact của mình, và sau đó thì như nãy mình có chia sẻ là mình cũng phải có một chút xíu discipline, tức là những cái đối tượng nào mình cần phải giữ contact thường xuyên á, thì mình phải đặt lịch hẹn rất là regular để mình có thể chăm sóc và tiếp tục giữ mối liên lạc với cái đối tượng đó. Cảm ơn Vi. Ở đây có lẽ là Hằng cũng giống Vi, là xuất phát điểm khá là introvert và đến bây giờ vẫn tương đối là introvert và cũng không quá giỏi nhớ tên hay là nhớ các câu chuyện. Nhưng mà có một cách mà Hằng hay là add social media, khi mà thấy mọi người post hay là làm cái gì đấy thì mình làm một việc rất là social media, đó là vào like hay vào comment, và mình hy vọng đó là một cái xuất phát điểm tốt để có một câu chuyện dài hơn sau này. Và nhiều khi những cái việc đấy nó rất là nhỏ, các bạn ở đây sẽ hỏi là ồ, em ép chị có bao giờ ép em đâu, hay là em ép chị A chị B chị chẳng bao giờ tương tác với em cả, vân vân. Thì nhiều khi Hằng cũng đi ép mọi người và cũng nhắn hỏi tôi là Hằng, tôi từ Việt Nam, tôi làm cái nọ cái kia. Và nhưng mà có một thứ mà chúng ta đều có thể làm được hữu ích và kết nối những cái mối quan hệ đó, những người mà chúng ta đã gặp. Có thể họ không trở thành business partner của chúng ta ngay lập tức, nhưng mà cùng với thời gian, cùng với cái tần suất của mình, cùng với sự chăm chỉ và sự chân thành, cũng như là một cái điểm nữa Hằng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, điểm khi nói cố add value, cố hữu ích trước khi là mình đòi hỏi gì đó trở lại, thì những mối quan hệ đó, những cái connection đó nó rất là đặc biệt, sau này nó có thể trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Hiện nay thì rõ ràng với Hằng sẽ cố gắng là sẽ giữ các cái mối quan hệ, ví dụ liên quan tới công việc hay là bạn bè, mình đầu tư một số mối quan hệ rất là sâu. Còn với các mối quan hệ khác thì mình sẽ cố gắng là vẫn giữ tần suất và be nice, be kind. Mình sẽ cố gắng rất là tốt, lúc nào cũng mọi người nhớ đến mình là nhớ đến năng lượng tốt, và thế đã là rất là đủ. Bởi vì Hằng nghĩ là cũng chắc là cũng giống như Vi thôi, mình không thể tham vọng là mình trở thành best friend, trở thành người bạn tốt nhất của tất cả mọi người. Mình lúc nào mình cũng online, lúc nào mình cũng hỏi thăm, lúc nào mình cũng trả lời hỏi, mình cũng trả lời vân vân. Nhưng mà mình biết là khi mà mình cần dành thời gian cho ai đó thì điều đó đến từ sự chân thành cũng như từ sự tôn trọng của mình đối với quỹ thời gian của người đối diện. Tiếp theo sẽ là một số câu hỏi hơi khó khác dành cho Vi, vì sáng nay sẽ có rất nhiều nội dung hay. Câu hỏi của một bạn ở trong chat room, đấy là hoàn cảnh Covid, bạn mới nghỉ việc và bây giờ bạn sẽ muốn tìm cơ hội công việc mới. Công việc mới thì không liên quan lắm đến công việc cũ. Làm thế nào để bạn có thể networking, làm thế nào để bạn có thể tìm ra các cơ hội công việc mới cho mình trong hoàn cảnh Covid như bây giờ? Cảm ơn chị Hằng, cũng cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, thì mình thấy là câu hỏi rất là thiết thực, bởi vì rõ ràng là Covid là một cái sự kiện mà tác động rất lớn đến cuộc sống của tất cả mọi người. Như mình nói một cách thẳng thắn là nền kinh tế của chúng ta cũng tác động ảnh hưởng rất là nhiều, có những doanh nghiệp sẽ rất khó khăn, nhưng mà ngược lại nhé, thì mình cũng đang quan sát thôi, tức là mình làm về lĩnh vực công nghệ và có làm việc với khá nhiều cái công ty ứng dụng tech, thì mình thấy là cũng có khá nhiều công ty mà mình có biết họ cũng đang rất là tích cực để xây dựng cái mảng business mới, và cũng có rất nhiều cơ hội mới được mở ra. Đương nhiên mình nghĩ là nó có hai việc, thứ nhất là
để mà mình tìm một công việc mới thì mình phải đánh giá là nếu mà muốn tìm một công việc mình gắn bó và mình làm không phải chỉ là thời vụ, tức là qua vài tháng mà lâu dài, thì mình phải xem là cái interest, tức là cái sự quan tâm, cái passion của mình trong cái ngành đó nó có lâu dài không, cái bộ kỹ năng hiện tại của mình nó có phù hợp với công việc mà đang đòi hỏi hay không. Thì đó là cái việc rất lâu dài nhé. Còn nếu mà giờ giả sử như bạn chỉ cần tìm một công việc tại vì công ty của bạn đang có gặp một khó khăn tạm thời, sau khi dịch ổn định thì bạn sẽ quay lại làm công ty đó, nhưng mà trong thời điểm này bạn cần một công việc ngắn hạn để mà support gia đình, thì cái cách mà mình tìm kiếm nó cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà chung quy lại thì mình nghĩ rằng là tức là mình có thể khẳng định được là rất nhiều những cái cơ hội mới online đang được mở ra, và để mà thật sự mình tức là mình phải đủ hiểu để mà mình xem là mình có phù hợp hay không, và bằng cách nào để làm sao cho mình trở thành một ứng viên hấp dẫn nhất. Bởi vì rất là nhiều những người khác cũng đang trong hoàn cảnh như mình sẽ gọi là nhiều khi job cũng có một vài vị trí thôi, nhưng mà sẽ có rất nhiều người sẽ quan tâm. Đấy, thì làm sao để cho mình có thể mình tạo ra được cái kỹ năng cần thiết, relevant đối với công việc đó. Và thật ra cái kinh nghiệm của mình ấy, là nếu mà chúng ta thường thường là tìm referral, nói chung là mình hay có một cái suy nghĩ là tìm referral để hỏi thôi. Nếu mà mình thấy có một công ty nào đấy đang tuyển, nhiều khi Facebook nó như full một cái khủng khiếp luôn. Mình đã từng thử nghiệm rất nhiều lần, là ngày xưa mình từng muốn kết nối với một bạn nào đó làm trong du lịch ấy, thì mình cứ lên đúng là Facebook của mình hỏi luôn các bạn nào biết người làm trong công ty đó không, thì cũng rất may mắn là rất nhiều người comment reply. Đấy, thì đương nhiên mình nói là rất nhiều cách để mình tìm referral, nhưng mà nếu mà mình rất thích một công việc nào đấy thì mình tin rằng cách bước một là các bạn nên tìm những người đang làm trong công ty đó, có rất nhiều hội group trên Facebook, họ có thể kết nối, họ có thể chỉ, họ có thể giới thiệu. Các bạn có thể post lên các cái nhóm đó để mà hỏi thăm, và đừng ngại nhé, nói chung là mình phải chủ động thôi. Mình tin rằng cái keyword là mình càng chủ động, mình càng hỏi, mình càng tò mò, curious, thì mình sẽ có nhiều thông tin hơn. Từ cái thông tin đó mình sẽ đưa ra những quyết định nó tốt hơn, và mình sẽ giúp cho mình đến gần hơn với cơ hội mà mình đang mong muốn. Chắc là sau buổi này chị Vi sẽ có nhận được rất nhiều hồ sơ ứng viên quan tâm tới Du Ventures, cũng như là quan tâm đến các công ty trong Du Ventures. Chắc là Vi phải nhờ các bạn thư ký làm thế nào để quảng bá các cái vị trí đang cần người ở các công ty portfolio của Du Ventures hơn. Và tip dành cho các bạn là khi các bạn apply chỉ cần nói là em đã tham gia buổi hội thoại Fox Women Series, chị Vi nói với chị Vi bảo em apply. Một câu hỏi khác hàng cũng rất hay được hỏi, đó là chủ yếu là tại các cái event offline, đấy là với các bạn trẻ mới ra trường chỉ có một vài năm kinh nghiệm, không có một cái gì gọi là profile nổi bật, có thể là các bạn cũng không ở thành phố, cũng không quá về bề ngoài không quá là xuất sắc, cũng không phải nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải là người thích đi nói chuyện, thích đi sales. Và hàng đã từng ở cái vị trí đó ngày xưa, và mỗi lần đến những cái event đông người này đúng là một cái cực hình đối với mình. Còn mình biết là tôi phải target là tôi có được 2 cái business card hay có 5 cái business card, và tôi đi qua cái buổi tối đó đúng là như cực hình. Nhưng mà với Vi thì Vi có cái chia sẻ gì cho các bạn trẻ không ạ? Chắc mình sẽ chia sẻ hai tự tin hơn. Thật ra là câu chuyện mà chị Hằng vừa kể nó cũng rất là gần gũi với mình ấy. Đặc biệt là mình nhớ là cái thời điểm mình đi học đại học ấy, thì cái việc là vào một cái event networking đúng là một cực hình. Tức là mình sẽ cảm thấy nó rất là lạ lẫm, tức là mọi người có vẻ network rất là giỏi và mình không biết nói gì với ai và cũng không biết nói cuộc nói chuyện như thế nào. Thật ra một người bạn từ lúc rất là lớn mình chính là internet, và thật ra là vì mình đã bị rơi vào hoàn cảnh đó và nó rất áp lực, cho nên là mình nhớ là năm đại học là mình gặp cái hoàn cảnh đó nhiều nhất, mà mình Google, sau đó mình cũng lên YouTube mình xem, và mình cũng có rất là nhiều những cái tìm hiểu, thì mình phát hiện ra rằng là không thể nào mà mình từ một người không biết network, một ngày đẹp trời mình network giỏi như một bạn network gọi là siêu sao networking được, mà nó phải có từng bước một. Thì nãy chị Hằng có nói một cái ý mà trước những gì mình làm luôn là đặt những cái small target trong mỗi buổi networking. Thì mình nhớ là lần đầu tiên networking trong trường là không nói chuyện với ai hết và rất là awkward và sau đó đi về. Thì cái buổi tiếp theo á, khi mình đã đọc đủ tài liệu trên mạng rồi thì mình bắt mình phải luyện tập, tức là cái target đúng là cái target là buổi tiếp theo là mình nói là mình phải gặp được 3 người và cũng phải làm quen và lấy được thông tin của 3 người đó, sau đó là xin được email của họ. Đó là cái target của mình ở thời điểm đó. Buổi tiếp theo thì nó up challenge lên là 5 người. Cũng có một cái challenge nhỏ nhỏ đó ngày xưa mình đặt là nói chuyện sơ qua
thì nó dễ lắm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ phải yêu cầu mình nói chuyện với một người mà nói chuyện trong 5 phút. Tức là ở đây mình chỉ kể một chuyện vui thôi, tức là mình sẽ tự đặt ra những cái challenge nhỏ nhỏ trong mỗi buổi và nó sẽ giúp cho mình có những cái thói quen và nó dần dần nó sẽ gọi là cải thiện cái kỹ năng nói chuyện của mình nhiều hơn. Cái thứ hai là cái gì rất thật nhé, và mình sẽ kể một, mình cũng ít khi nào kể cái chuyện này ra lắm, bởi vì nói chung là một cái nỗi xấu hổ rất là lớn. Khi mà mình khoảng tầm mình nhớ là 24 tuổi, mình mong muốn là ký hợp đồng với doanh nghiệp thời trang. Thế là hôm đó là mình đi gặp một anh này, có là anh cũng lớn tuổi hơn mình rất nhiều, anh này là trên 50 tuổi rồi. Anh ấy là chủ của một nhãn hàng thời trang trẻ em rất nổi tiếng ở Việt Nam. Thì ngay hôm đó mình gặp xong á, hôm đó là thứ năm, thì sau khi gặp xong và thuyết trình xong cho anh ấy mới nói là sáng mai thứ sáu, 6 giờ sáng em đến cái chỗ này và anh sẽ giới thiệu cho em ít nhất thêm 4 công ty nữa. Thế thì như là ngày sau ví dụ sớm 6 giờ tới liền, và chắc thì bạn cũng đã biết VNI. Thì hôm đó mình là khách mời của anh ấy trong VNI. Và thật ra thì rất khó khổ một chút các bạn ạ. Bởi vì trong VNI là một cái nhóm business mà họ rất là kỹ thuật. Tức là một nhóm có khoảng từ 30 tới 40 người, và mỗi người sẽ mang vào thêm 1-2 người khách mời. Thì một buổi họp như vậy là khoảng 50 người đấy. Và các bạn biết không, là phải đứng dậy trong 2 phút giới thiệu về công ty của mình. Và nếu mà một người mà chưa làm cái việc mà public speaking quen ấy, thì đó là một cực hình luôn. Thì mình còn nhớ cái buổi hôm đó là hôm đó vừa vào là mình gặp rất nhiều người lạ, mình bị khủng hoảng. Và sau đó là đến cái đoạn mà giới thiệu á, tim mình đúng là sắp nhảy khỏi lồng ngực ấy. Và nó đi từng người như thế này, và mình quá bối rối. Thế là mình cũng phải lấy cái điện thoại mình take note lại là mình đừng nói gì nữa. Và sau khi đứng lên nói thì cũng không xuất sắc nhưng mà cũng không quá tệ. Nhưng mà các bạn biết là sau khi ngồi xuống tay mình cầm cái ly nước là nó lộ ra, tức là tay mình run một cách khủng khiếp, không khống chế được cái bàn tay. Và đến cuối hôm nhé, thì mình mới phát hiện ra là ở trong cái nhóm VNI đó cũng không có ai làm về thời trang đâu, có mình anh đó à. Nhưng mà mình có hai quyết định: một là thôi đi một lần cho biết, hai là coi như đây là một cái challenge lớn của bản thân và phải tham gia để cải thiện những cái kỹ năng networking. Đặc biệt là rất nhiều anh chị ở đó, họ là những cái đối tượng mà trong tương lai mình sẽ phải gặp rất nhiều. Họ nhiều tuổi hơn mình, có thể là con của họ bằng tuổi mình. Và mình phải tạo network làm sao cho nó phù hợp, và mình phải học kỹ năng. Thì nói chung cuối cùng mình quyết định là gia nhập, và mình xin gia nhập. Và mình đi được chắc là phải hơn 1.5 năm, gần 2 năm tham gia BNI. Thì mình kể câu chuyện như vậy á, tức là thực ra mình muốn chia sẻ là xuất phát điểm thực ra là mình nghĩ là mình cũng là người networking rất kém, rất thiếu kỹ năng. Nhưng mà một cái điểm mà mình cũng chịu khó làm là bắt mình vào những cái hoàn cảnh rất khó khăn và phải make những quyết định, phải làm những quyết định buộc mình phải ra khỏi cái vùng comfort zone. Và bây giờ cái việc thú thật với bạn là bây giờ cái việc mình đi vào một cái buổi networking đông người nó không còn nỗi sợ nữa. Và mình cũng khá là bất ngờ khi mà mình cũng cảm thấy là đi vào một cái buổi đông người nhưng mà mình không được zone bây giờ nó cũng không hẳn là khủng khiếp như cái này 10 năm. Mình thì vẫn thấy đó thì bảo nó vẫn tương đối là khủng khiếp. Nên là khi mà đến cái event đó mà mình không biết ai, thế là một cái tips nhỏ từ phía Hằng để add thêm cái phần mà chị mà Vi mới chia sẻ. Cố gắng hãy mang theo một người bạn, hoặc là hãy cố gắng hãy biết ai ở một cái event đó, hoặc là ở trong một cái sự kiện online nào đó. Bởi vì mình chỉ cần một người duy nhất, và người đó thậm chí không cần quá thân với mình, nhưng mà đó sẽ là một cái điểm tựa với tinh thần rất là vững chắc để mình tự tin hơn. Mình biết là mình có thể đi lòng vòng gặp 2-3 người lạ, sau đó mình sẽ quay lại và mình có thể nói chuyện với một người quen. À, tôi vừa tới gặp chị nọ chị kia, rất là thú vị. Và ngay cái phút trao đổi đó, mình sẽ cảm thấy là mình có năng lượng hơn rất là nhiều để mình quay lại, bởi vì mình có câu chuyện để kể. Có một ý nữa, Hằng cũng muốn chia sẻ. Nghe Vi nói, Hằng cũng đã từng đến một event của BNI và cũng khá là sốc và mất mấy ngày để recover về một tinh thần. Hằng cũng là một người tò mò, và có lẽ là hãy giữ cái mindset, cái cách nhìn tương đối là tò mò về thế giới, đúng không? Với mỗi một sự kiện, với mỗi một con người mà chúng ta gặp trải qua, chắc chắn là mình sẽ thấy một cái điều gì đó thú vị, điều gì đó mà mình có thể học được. Và nếu mà các bạn có cái mindset đó thì các bạn sẽ không quá sợ những lần phải ra khỏi comfort zone của mình nữa. Những lần mà phải gặp những người mà rất là mới, ở vị trí rất là cao, nhiều khi mình không biết là bắt đầu câu chuyện như thế nào,
hay là mình có quá awkward hay là đừng, khi mà đứng vào một cái cuộc hội thoại đang diễn ra không. It's okay, mỗi người gặp đều có những cái gì đó thú vị và chúng ta chỉ cần cởi mở và cố gắng tìm ra những cái điểm thú vị đó để chúng ta nhớ sau này. Câu hỏi vừa rồi thì Vi có nói câu chuyện là gặp một trong những cái đối tác làm ăn đầu tiên ở tuổi 24. Lúc nãy có một bạn ở trong chat room cũng có hỏi Vi về những câu chuyện đầu tiên, nhà đầu tư đầu tiên mà đầu tư vào Du Ventures. Vì biết nhà đầu tư đó như thế nào, thuyết phục họ như thế nào, công ty đầu tiên mà Du Ventures đầu tư làm thế nào để Du Ventures có thể thuyết phục hoặc là quyết định là đầu tư và có một cái mối quan hệ lâu dài với cái công ty như vậy. Thì tất cả những câu chuyện liên quan đến đầu tiên nó luôn là một cái duyên. Vì có thể chia sẻ một số câu chuyện với các bạn được không? Cảm ơn chị Hằng ạ. Chắc là mình sẽ kể một câu chuyện về một công ty mà mình rất là ấn tượng với nhà sáng lập. Thì công ty mình cũng may mắn có cái dịp đầu tư vào, và một cái điều đầu tiên của Du Ventures là Galaxy. Thì thật ra cái này rất là tình cờ là mình biết anh Thông Đỗ là founder của Galaxy từ năm 2007. Tuy nhiên anh Thông là một người khá là nổi tiếng trong cộng đồng công nghệ. Thì ngày trước cũng như là mình là đi dự event, anh ấy là speaker ấy. Thì đến năm 2017 thì mình có một cái may mắn là cũng trong một cái sự kiện của Forbes thì mình là vai trò là moderator và anh Thông là speaker. Thì sau cái buổi làm event đó xong ấy, thì hai anh em có cũng trò chuyện network trong sự kiện thôi. Và anh Thông cũng có biết là mình có làm về mảng e-commerce, thương mại điện tử và cũng có hiểu về retail. Thì sau đó hai anh em mới kéo nhau ra một góc để nói chuyện về bán lẻ retail. Và anh Thông thời điểm 2017 thì vừa mới exit một cái thoái vốn một cái cũ của ảnh, và anh ấy đang muốn tìm một cái cơ hội để mà làm công nghệ trong lĩnh vực bán lẻ. Thì cái câu chuyện nó cũng rất là tình cờ, tức là sau khi nói chuyện chia sẻ những cái kinh nghiệm lẫn nhau thì sau đó thật ra là đầu tiên anh Thông là người rất giỏi, tức là anh Thông keep network trước. Tức là sau cái buổi đầu tiên đó xong, anh Thông chủ động là hẹn mình vài lần nữa, và bắt đầu những cái lần gặp sau anh Thông mới bắt đầu cho mình xem những cái sản phẩm mà anh ấy đang build. Và mình cũng rất là thấy fascinated, tức là mình cảm thấy là những cái sản phẩm đó rất là hay. Đây là có thể là một trong những cái sản phẩm nó có thể thay đổi được cái việc hiểu về data khách hàng trong retail. Nhưng mà sự việc nó dừng ở đó, bởi vì năm 2017-18 thì lúc đó mình cũng chưa làm Du Ventures. Và thời điểm đó thì mình cũng chưa quá actively đầu tư vào cái ngành retail technology của anh Thông. Và mình còn nhớ là câu chuyện là đến năm 2020 ấy, khi mà mình cũng đã thành lập Du Ventures rồi, thì một trong những cái người founder mà mình rất ấn tượng và bây giờ có thể là một thời điểm rất tốt để mà liên lạc lại đó chính là Thông, thì mình reach out lại và cũng là một buổi cà phê nói chuyện rất là casual thôi. Và lúc đó thì mình cũng cảm thấy đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, tại vì thời điểm này là thời điểm mà mình đã thành lập quỹ đầu tư rồi. Và thứ hai là anh Thông cũng đang trong cái giai đoạn mà sản phẩm nó đã hình thành rồi, tức là không phải là một ý tưởng nữa. Và lúc đó là anh Thông cũng đã vừa có một vài khách hàng đầu tiên, và cái giai đoạn nó cũng rất là sớm, rất là phù hợp. Thì mình ngỏ ý luôn, mình cũng nói là anh Thông đã có nhà đầu tư chưa. Thật ra lúc đó anh Thông còn chưa có ý định đi gọi vốn cơ. Nhưng mà mình cũng trao đổi và mình cũng hỏi thẳng. Và lúc đó là anh Thông rất là open, anh Thông nói là anh em đã biết nhau rồi. Và thật ra là anh Thông cũng rất cần những người đồng hành cùng xây cái sản phẩm này, tại vì cái sản phẩm hiện tại nó vẫn còn rất là sơ khai và cần có thêm sức để mà không hẳn chỉ là góp vào bằng tiền, mà có thể là cùng phải đi gặp khách hàng với anh Thông, cùng phải nghĩ thêm về sản phẩm feature, những cái tính năng của sản phẩm với anh Thông. Thì câu chuyện nó đến rất là natural, tự nhiên. Nghĩ lại thì rất nhiều đi đầu tư của mình từ xưa đến nay làm ấy, một là mình may mắn là mình gặp luôn một người founder có nhu cầu raise fund liền, nhưng mà cũng có khá nhiều deal là nó đến từ những câu chuyện chia sẻ với nhau, chứ không phải là công ty đó có ý định raise fund. Nhưng mà sau khi nói chuyện với nhau xong, mình thấy một cơ hội rất lớn và cả hai bên cùng thấy là cần phải thúc đẩy cái sự phát triển tăng trưởng, và lúc đó thì mình mới nói đến câu chuyện về fundraising và đầu tư vào công ty đó. Còn nhà đầu tư thì nó rất tình cờ, tức là năm 2017-18 mình phải nói là một cái giai đoạn rất là chuyển tiếp, và Việt Nam của chúng ta là lần đầu tiên cái số tiền mà đầu tư vào công nghệ nó nhảy vọt. Tức là bình thường từ trước 2018 thì mỗi năm chúng ta chỉ có khoảng vài chục triệu đô, 100 triệu đô tiền đầu tư thôi. Thì năm 2018 là lần đầu tiên tổng tiền đầu tư Việt Nam nó lên tới 450 triệu đô. Và con số này là gấp đôi trong 2019. Tức là tổng tiền đầu tư vào thị trường công nghệ Việt Nam lên tới gần 900 triệu đô vào năm 2019. Thì thật ra mình nghĩ đó là một cái cơ hội rất lớn, bởi vì rất nhiều nhà đầu tư là bay qua Việt Nam lần đầu tiên. Thì mình có may mắn là, tại vì
số lượng nhà đầu tư Việt Nam mình cũng không có nhiều á, cho nên khi bay qua thì các quỹ đầu tư nước ngoài họ rất là chủ động, họ hẹn hết tất cả quỹ đầu tư Việt Nam ra nói chuyện. Trong đó thì mình là một trong những quỹ đầu tư ra nói chuyện với họ. Thì đương nhiên là khi mà nói chuyện với một quỹ đầu tư mới và họ rất to, họ rất nổi tiếng thì chúng ta phải be helpful thôi, tại vì chúng ta biết thì chúng ta phải nói ra, chứ còn nếu mà chúng ta không có sự ích thì họ sẽ không nói chuyện mình thứ hai. Thì mình cũng rất may mắn là lúc đó mình gặp một nhà đầu tư mà bây giờ cũng là một trong bốn nhà đầu tư lớn nhất của Blue Venture là Naver, là một tập đoàn của Hàn Quốc. Và họ cũng có một cái sự hiểu biết về Đông Nam Á rất là lớn, bởi vì họ đầu tư không phải chỉ ở Việt Nam mà ở Indo, ở rất nhiều nước khác. Thì thời điểm đó thì mình gặp và mình cũng chia sẻ những gì mà mình biết. Và rất may mắn là họ cũng chia sẻ ngược lại những cái gì mà họ quan sát về Việt Nam, về thị trường. Và mình cũng keep contact thôi. Cho đến thời điểm mà chắc là mình gặp Naver 2018 là cái thời điểm đầu tiên mình gặp Naver. Và đến đầu năm 2020 ấy, khi mà mình cũng có ý định là muốn có một cái sự hỗ trợ, một nguồn lực lớn để đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, thì mình cũng chủ động chia sẻ lại cái góc nhìn đó cho nhà đầu tư. Và sau đó ngược lại thì họ cũng rất quan tâm và họ nói luôn là CEO của tập đoàn bây giờ đang đặt ra một mục tiêu là phải đầu tư một số tiền rất lớn vào Việt Nam. Đấy, thì cũng may mắn là mình có cái sự chủ động reach out lại và hỏi thăm họ, thì sau đó họ cũng chia sẻ cái tầm nhìn và câu chuyện nó tiếp diễn từ đó. Và trong vòng mình phải gọi là mình cảm thấy là đó là một cái duyên ấy, bởi vì Covid ấy, thì người ta sẽ không travel được bình thường. Gọi vốn cho một cái quỹ đầu tư sẽ là một công tác rất là khó khăn. Lý do đơn giản là khi mà bạn có một cái doanh nghiệp cụ thể nhé, thì tất cả mọi thứ nó là số liệu, ví dụ như là doanh thu bạn bao nhiêu, chi phí bao nhiêu. Mà khi gọi vốn cho một quỹ đầu tư ấy, thì chúng ta không có một cái doanh nghiệp cụ thể lúc đó, tức là chúng ta chỉ là một cái lòng tin thôi. Và chúng ta phải làm sao làm việc với nhau để mà từ đó chúng ta mới bắt đầu đi tìm công ty và đầu tư. Cho nên là gọi vốn cho quỹ đầu tư thì thường thường nó rất là khó khăn, và nhà đầu tư phải rất tin tưởng, phải rất hiểu thị trường. Thì mình cũng nghĩ là một cái chuyện may mắn của mình ấy, là thật ra mình biết nhà đầu tư đó từ 2018 rồi, chứ không phải mình mới gặp lần đầu. Còn nếu mà thực ra là 2020 mới gặp lần đầu thì mình nghĩ là cái việc hợp tác với họ sẽ mất thêm khoảng 1-2 năm nữa. Nhưng mà vì mình đã có một cái may mắn là tiếp xúc sớm và giữ mối quan hệ, và đến năm 2020 thì mình mới cùng hợp tác để đầu tư vào thị trường Việt Nam. Thì đó là câu chuyện thật của Blue Venture. Các bạn nghe thì có vẻ thấy nó rất là đơn giản, kiểu chị Vy xinh đẹp, chị Vy thông minh, chị Vy đến nói chuyện, thế là một người đồng ý. Nhưng mà Hằng đã ở các vị trí như vậy và Hằng biết là nó khó đến mức nào. Và khó nhất có lẽ là việc là suốt ngày mọi người từ chối. Mình gặp 10 người chắc 9 người từ chối, một người đồng ý nói chuyện tiếp. Cũng như việc đi đầu tư công ty cũng vậy, nhiều công ty rất là hot, mình rất muốn vào, mình rất muốn đầu tư, nhưng mà vì một lý do gì đấy cũng chưa có duyên. Vậy thì khi mà mỗi lần bị từ chối như vậy, Vy có nghĩ là đó là tại vì mình network không đủ tốt, mối quan hệ đó không đủ sâu, mình tạo ấn tượng chưa đủ mãnh liệt hay không? Và làm thế nào để mình vẫn giữ tinh thần sau rất rất nhiều lần từ chối, bị từ chối? Thực ra thì mình có rất nhiều kinh nghiệm bị từ chối, mình tức là chắc là thở ra là đã có một cái câu chuyện mà từ chối, bị từ chối rồi. mình học ý ra rất là hay nhé. Thì mình nghĩ là bất cứ người nào từ chối mình họ cũng đều có lý do. Mình coi đây là một cái trải nghiệm, một cái lesson learn ấy. Thì ít nhất sau cuộc gặp lại đó mình bị từ chối, đây là một cái câu auto luôn, mình luôn luôn hỏi và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là cái điểm nào ở cái proposal của mình nó còn chưa hợp lý, và mình sẽ phải nên rất cầu thị để mình hỏi và mình cũng chia sẻ ra. Tức là lý do ngày hôm nay mình muốn đến để mình gặp gỡ đối tác là để mong muốn mục tiêu của mình, và mình nói một cách rất là chân thành. Nhưng mà ngược lại khi mình từ chối thì mình nên hỏi, và mình nên hỏi rất sâu nhé, và mình sẽ hỏi một tinh thần rất cầu thị, lắng nghe và ghi chép xuống. Thật ra là việc bị từ chối đối với bây giờ là một việc rất may mắn, bởi vì mình học thêm kinh nghiệm hơn, và coi như là mình sẽ chuẩn bị tốt hơn cho lần tiếp theo. Còn về việc đầu tư thì thật ra mình nghĩ để mà hai bên đến được với nhau rất nhiều lý do, networking là một phần, nhưng mà như chị Hằng cũng biết, để mà mình đầu tư một công ty thứ nhất là mình sẽ hiểu về thị trường. Có những thị trường nó đang tăng trưởng rất tốt, nhưng mà ngược lại nhé, có những thị trường bây giờ đang rất là suffer, ví dụ như là du lịch, travel. Yếu tố thứ hai là yếu tố bản thân về product, về sản phẩm, về công ty. Yếu tố thứ ba là yếu tố về deal structure, tức là nhiều khi hai bên rất ý thức nhau nhưng mà valuation hoặc là deal structure nó không phù hợp thì cũng không đầu tư. Và đương nhiên trong suốt quá trình đó thì yếu tố connection, tức là cái mối quan hệ giữa mình và người founder phải xây dựng được. Mình cũng rất thích một cái cách đầu tư của nhà đầu tư rất nổi tiếng là bác Masason của SoftBank ấy. Thì bác có nói là tất cả đội ngũ của bác sẽ làm homework, tức là study hết những yếu tố market, product, tất cả yếu tố về gọi là cái core product, cái sản phẩm đó. Nhưng mà
khi mà bác gặp một nhà sáng lập mà sau đó hai người nói chuyện với nhau mà không có chemistry ấy, thì bác sẽ không đầu tư. Đấy, thì mình cũng nghĩ là đầu tư nó có rất nhiều yếu tố, nhưng mà đương nhiên cái yếu tố mà tạo được connection, tạo được chemistry và phải có được cái content phù hợp để mà trao đổi với nhà đầu tư là một cái điều quan trọng. Nhưng mà ngược lại nhé, đặt lại vấn đề là nếu mà chúng ta network rất là giỏi, mọi thứ rất là perfect, nhưng mà sản phẩm ta không tốt, thị trường ta không tốt, thì nó cũng không thể nào đầu tư được. À, và gần đây thật ra là trong lúc làm deal thì cũng có rất nhiều deal mà mình muốn đầu tư mà không đầu tư được. Nghĩ lại thì nó là một cái tổng hợp của nhiều yếu tố, ví dụ như là cái valuation đối với mình không phù hợp, hoặc là bản thân mình và cái người founder về mặt sản phẩm ấy, mình đang nhìn những vision rất là khác nhau, cho nên mình cũng không nên đầu tư. Thì Vi nghĩ là nó không phải là chỉ là một yếu tố nó làm bạn không đầu tư được hoặc là không nhận được đầu tư đâu, nó sẽ là tổng hợp của nhiều yếu tố. Và cái keyword ở đây là nên hỏi, hỏi ra thì mình mới biết thực sự là cái vấn đề của mình là gì, và mình nên rất là cầu thị, rất là tiếp thu để mà mình ghi nhận cái ý kiến đó. Trong danh sách các bạn tham gia sáng nay thì có vẻ là có tương đối nhiều bạn đang có công ty và đang quan tâm đến New Ventures và rất muốn tìm cách làm thế nào để tiếp cận được New Ventures, tiếp cận với Vi. Ok, sẽ email cho chị Vi, nhưng mà what if là cái email đấy vào hòm thư của thư ký xong không bao giờ đến chị Vi, xong chị Vi không gặp, xong chị Vi gặp từ chối, xong chị Vi quá bận, chị Vi không thể feedback được. Vân vân, đó là một chuỗi tất cả những câu hỏi, đặc biệt là dành cho các bạn nữ mới thành lập công ty lần đầu tiên, hoặc là các công ty nằm trong những ngành mà không quá high tech. Ví dụ lúc nãy hàng thầy có một bạn hỏi về doanh nghiệp làm du lịch mạo hiểm tracking, vân vân, với những entrepreneur, những bạn trẻ khởi nghiệp như vậy, thì Vi có những lời khuyên cụ thể nào trong cách là tiếp cận quỹ đầu tư cụ thể của New Ventures của Vi hay không? Chắc là mình chia sẻ hai ý trong câu hỏi của chị Hằng, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Thì ý thứ nhất ấy, là làm sao để cho mình tiếp cận nhà đầu tư nhé. Ý thứ hai, tiếp cận như thế nào cho đúng. Thực ra là cái chia sẻ của mình là về mặt process về New Venture, thì như các bạn thấy là nếu mà các bạn lên website xem hoặc lên trên Facebook xem, cái cách mà nó official nhất, mình, khi mà lên website ấy, thì mình luôn luôn có cái phần là bạn có muốn gửi pitch hoặc là gửi thông tin cho New Venture không. Thì cái phần trên website đó chắc chắn là một kênh chính thống official, và luôn luôn sẽ có người nhận và người đó sẽ tiếp tục xử lý thông tin. Và đương nhiên như chị Hằng có nói là nếu mình giả sử nhé, giả sử như là thay vì mình làm cái cách đó rất là official, thì có rất nhiều bạn sẽ bay vào chat thẳng trực tiếp hoặc là bay vào trong những cái social media channel khác để mà reach out. Thì đương nhiên nếu mà có những cái kênh reach out nào mà nó lạ quá, tức là người ta cũng ít dùng ấy, thì chắc chắn là mình nó thực sự là mình cũng khá là ít, nhiều chat room quá nó cũng rất là distracting, cho nên là mình cũng rất là hạn chế, mình không chat quá nhiều trên mạng. Trên Facebook nó có chức năng là request ấy. Thì các bạn biết là nếu mà các bạn không có add friend trước cái gì mà các bạn bay vào các bạn chat thì nó thành request mà mình không bao giờ thấy cả, không phải là mình không muốn trả lời. Thì đương nhiên bước một nhé, các bạn muốn tiếp cận một nhà đầu tư ấy, các bạn phải tìm hiểu là cái kênh nào là cái kênh official của cái quỹ đầu tư đó để họ tiếp nhận thông tin. Thì cái kênh đó là cái kênh mà nó sẽ rất là tốt để mà bạn cứ submit vào, thì chắc chắn là họ sẽ có một cái process để mà xử lý. Cách thứ hai như Vi nói ấy, là đương nhiên cái này là mình sẽ phải vận động và tìm hiểu sâu hơn là referral. Tức là nếu mà các bạn có những cái mutual friend nào, giả sử như mình có mutual friend chung với nhau đi, thì một cái referral như vậy nó sẽ giúp cho mình biết được bạn nhanh hơn và dễ hơn. Thì đó là hai cái ý mà mình giải đáp cái ý một của chị Hằng. Ý hai rất quan trọng. Tức là thật ra thì New Venture cũng cố gắng hết sức để làm sao chia sẻ được cái investment thesis, tức là cái sự quan tâm của New Venture về ngành nghề, về những lĩnh vực hoặc là về cách đầu tư. Và mỗi quỹ đầu tư khác nhau, họ cũng chỉ chuyên về một hai mảng thôi, chứ cũng không quỹ đầu tư nào mà làm tất cả mọi thứ đâu. Chẳng hạn như là ở Việt Nam mình có rất nhiều quỹ đầu tư vào ngành bán lẻ như là Mekongcap hoặc là VIG, hoặc là đầu tư vào nông nghiệp ví dụ như vậy. Còn quỹ đầu tư của mình thì sẽ có rất nhiều mảng mình không mạnh và mình không đầu tư tốt. Cho nên chính vì vậy là trước khi gặp nhà đầu tư ấy, thì mình cũng nghĩ là mọi người nên đọc website, coi thử xem là cái doanh nghiệp của mình ở cái stage gọi vốn này ấy, nó có phù hợp với quỹ đầu tư hay không. Và đương nhiên nếu giả sử như không phù hợp thì chắc chắn khi mình submit thì quỹ đầu tư cũng sẽ trả lời cho mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu trước ấy, thì mình sẽ chọn được những cái nhà đầu tư, những quỹ đầu tư nó sẽ phù hợp với cái stage gọi vốn của mình. Còn ý thứ ba mình muốn chia sẻ, cái này gọi là cách đặt câu hỏi, thì mình có một cái trải nghiệm như thế này. Nếu mà mình gặp một người, ví dụ như mình muốn gặp CEO của một công ty rất nổi tiếng đi, ví dụ mình gặp CEO của một công ty hàng đầu Việt Nam về mảng bán lẻ, mình hỏi họ một câu như là bán hàng như thế nào. Thật ra câu hỏi đó mình gọi là câu hỏi không đủ sâu, thì họ cũng không quan tâm và họ cũng nghe câu hỏi đó xong họ cũng không muốn trả lời, tại vì nó là một cái chủ đề rất là bao la nhé.
Nhưng mà nếu mình gặp mà mình cũng có tìm hiểu rồi và mình cũng có những cái câu hỏi rất là cụ thể, ví dụ như em đã làm được 3 cửa hàng này em đặt ở đây, em đã có những cái trải nghiệm như thế này, nhưng mà hiện tại em đang bị một cái vấn đề này rất cụ thể, thì khi mà những người mà họ nghe được những cái vấn đề rất cụ thể như vậy và họ có một cái domain knowledge nó giúp được bạn, như trường hợp của mình đi, thì mình dù như mình có đầu tư hay không nhé, mình đều chia sẻ lại, bởi vì mình thấy câu hỏi đó là chứng minh là bạn đã tìm hiểu rất là sâu sắc và bạn đang gặp những cái vấn đề rất khó, mà mình nếu mình biết thì mình luôn luôn chia sẻ. Còn nếu một bạn Ngọc Vy hỏi là bán hàng online như thế nào thì thật ra khó cho mình chia sẻ lắm, tại vì không biết bắt đầu từ đâu á, câu hỏi nó rộng quá. Thì một trong những cái tips mà mình cũng share với các bạn là khi mà gặp, đặc biệt là khi gặp những người mà rất bận rộn thì mình hãy nên tìm hiểu về câu hỏi của mình nó đủ sâu, sau đó mình sẽ hỏi một vấn đề gì đấy rất là liên quan, thì người ta cho dù bận nhất thì rất nhiều người sẽ dành thời gian trả lời cho mình, bởi vì người ta cũng tin rằng mình đã tìm hiểu đủ sâu rồi. Còn nếu mình hỏi một câu quá chung chung, quá khái quát, quá vĩ mô thì người ta sẽ không trả lời đâu. Đó chính là kinh nghiệm của mình khi mà mình muốn gặp một đối tác lớn mà rất hay quan tâm mình. Trong phần câu hỏi của Hằng lúc nãy có một phần hỏi là Vy có dành thời gian feedback cho các công ty mà New Ventures quyết định không đầu tư nữa không? Và nếu có thì trong những cái buổi feedback đó, các câu hỏi mà Vy đã nhận được nó có đủ sâu như Vy vừa nói không? Hay là Vy vẫn nhìn thấy những câu hỏi chung chung rất là nhiều? Anh mà mình luôn luôn là cái tâm của mình là nếu mà những cái buổi gặp founder hoặc startup thì mình luôn luôn chốt bằng một cái câu là mình nhận thấy đây là những vấn đề, không biết là mình có đầu tư hay không, nhưng mà nếu mà mình nghĩ ra ngay lập tức, tại vì thằng nào cũng đã mất khoảng thời gian nói chuyện với nhau rồi, nếu mà để cho bạn startup đó đi về tay trắng thì rất là tội nghiệp bạn. Thì mình đều cố gắng là nếu mình nghĩ được cái gì đó về startup của bạn thì mình đều comment rất là thẳng. Đó cũng là cái cách mà mình cũng kỳ vọng là khi mà người khác nói chuyện với mình ấy, nếu mà mình đưa một cái proposal mà người ta không hài lòng ấy, thì mình cũng sẽ hỏi mà. Như nãy mình có chia sẻ cái tips với các bạn. Thì cho nên mình luôn luôn cố gắng chủ động là share ra hết những cái gì mà mình biết vào thời điểm đó. Và nhiều khi những thông tin đó nó có thể hữu ích và giúp cho các bạn đó làm sản phẩm tốt hơn. Và với có một cái câu chuyện thật ở trong ngành đầu tư là như thế này. Không ai sẽ có thể quyết định đúng 100%, và những quyết định của mình có thể là sai. Tức là chỉ vì đơn giản là cái thời gian nó không đủ hoặc là mình không đủ hiểu cái ngành của các bạn. Cho nên là mình luôn luôn đặt mình vào cái tâm thế là một cái cuộc đối thoại với một startup là cơ hội để hai bên học về nhau. Tức là bản thân mình cũng rất là inspire khi mình gặp các bạn sáng lập và các bạn nói rất là tâm huyết về cái business của mình. Thì đó là cơ hội bản thân quỹ đầu tư như mình cũng là học về cái ngành đó. Và cũng chia sẻ ngược lại góc nhìn của mình. Có thể là những cái ngành tương quan mình thấy hoặc là những công ty khác mình thấy. Ngược lại thì mình cũng nghĩ là đó là một cơ hội để cho các bạn founder có thể nghe được một cái ý kiến từ bên thứ ba, và họ có thể họ nhìn rất là nhiều công ty tương quan trong ngành. Thì mình đều coi đó là cơ hội học hỏi hết. Và đối với mình thì luôn luôn là mình cố gắng như thế này, là mỗi cái buổi gặp ấy, làm sao để cho cái ending meeting nó luôn luôn phải vui vẻ, nó phải có năng lượng tốt ấy. Tại vì hết meeting này thì nhiều khi mình lại làm công việc khác, mà mình cũng không bao giờ muốn là hai bên là buộc bã đa mút rồi đi về tay trắng cả. Thì đó là luôn luôn là cái sự cố gắng của mình. Cảm ơn Vy. Có lẽ Hằng sẽ add thêm một điểm, đấy là với các bạn trẻ mà đang đi tìm kiếm mentor, tìm kiếm những người có thể giúp mình đồng hành trong một giai đoạn của sự nghiệp, giúp mình phát triển sự nghiệp, thì những cái phần mà Vy vừa chia sẻ, hỏi những câu hỏi đủ sâu, luôn luôn đi tìm feedback, cố gắng thở ra những ích, tôn trọng thời gian của người khác, vân vân, đều là những thứ rất là cần thiết. Vì thỉnh thoảng Hằng cũng thấy các bạn hỏi làm thế nào để em tìm được mentor, em tìm mentor rồi thì em sẽ làm gì, vân vân. Nó đến rất nhiều từ sự chăm chỉ và sự tôn trọng, đúng không? Công việc cũng như là cái expertise của nhau. Và một lần nữa Hằng khẳng định giống như Vy nói, mỗi người mà Hằng và Vy gặp, dù là những các bạn rất là trẻ đang set up công ty hay là những anh chị rất là có kinh nghiệm rồi, thì mỗi người luôn giúp chúng ta học thêm một cái điều gì đó về thị trường, về công ty, về một ngành mới, về chính bản thân mình. Nên là các bạn đừng có ngại, miễn là đừng có lười. Sự chăm chỉ luôn luôn là cái tiền đề, và sự gọi là tử tế, sự chân thành luôn luôn là một cái yếu tố thành công. Có một câu hỏi khó khác mà một bạn vừa mới đặt ra, câu này hơi sensitive nên là ban đầu Hằng cũng không biết là có nên hỏi Vy không, nhưng mà có lẽ nên hỏi liên quan tới vấn đề giới. Là một nữ doanh nhân đi networking, trước đó thì là sinh viên người mới đi làm, chị Vy có gặp các trường hợp nào khó xử khi networking với các đối tác nam không, và
Hoàng Vũ hỏi cụ thể luôn là trong những cái event networking gì đó mà mọi người uống rất nhiều, các anh uống rất nhiều, thì Vi làm thế nào? Thật ra thì mình nghĩ cái này cũng rất thật nhất, thì vấn đề này là vấn đề mà mình cũng gặp rất nhiều, cũng không phải là không gặp đâu. Ví dụ mình kể một cái trải nghiệm đầu đời là thời điểm đó là mình khoảng chắc là 23 tuổi, mình cũng làm công ty được khoảng 1 năm, tức là mình mới tốt nghiệp ra trường thì mình lập công ty, thì sau đó là 1 năm sau là mình phải đi các cái event, cũng không hẳn là networking quá đông người, nhưng mà đó là những cái business event, và hôm đó là cũng có diễn giả nói chuyện, và sau đó là một cái hội trường rất là đông, và sau khi mình đã nói chuyện thì phải kiểu như là mọi người sẽ phải network với nhau. Thì mình còn nhớ cái trải nghiệm là mình cũng là, tức là đương nhiên là công ty mình rất bé, nhưng mà mình cũng ở vai trò là một giám đốc công ty đi dự một cái business event. Nhưng mà mình cứ nhớ mình đi tới đâu ấy, mọi người đều hỏi là em là thư ký của anh nào. Thì rất bình thường. Thế là mình cứ nghĩ trong đầu là tại khi mà mình đưa cho họ business card hay mọi thứ, chắc là mình cái cách giới thiệu của mình nó cũng không tốt lắm. Cho nên khi giới thiệu xong rồi thì sau đó mình không tạo được ấn tượng cho mình ấy. Thì sau này nhé, mình còn thiết kế một cái business card rất là ấn tượng, tức là mình sẽ nghĩ cách làm sao mình vượt qua được cái những trở ngại đó. Thì có hai cách mà mình thường áp dụng trong event. Thứ nhất là cái business card của mình ấy, ngày xưa mình cái thời mà mình nhớ là iPhone 4, và cái iPhone đó sinh sinh núi này ấy, thì mình lên mạng mình tìm idea business card, thì có một idea mà mình sau đó mình cũng làm thử, là mình biến cái business card mình thành một cái mini phone, tức là hình dạng trang iPhone 4 ngày xưa ấy. Trên đó nó sẽ một mặt là contact, đúng không, cái phần contact của Apple ấy, một mặt là cái hình, tức là mình phải chủ đích mình in luôn cái hình của mình vào trong đó, thì mình thay đổi một cái nhận diện business card rất là ấn tượng. Thì nó giúp cho mình một cái phần là khi mà mình đưa khác ra, nó như là small talk ấy, tức là người ta cứ nhìn cái hình của mình cứ rất là lạ quá em, lúc đó mình có cơ hội để mình nói được công ty của mình. Thì thật ra cái này cũng là kinh nghiệm cá nhân, tức là mình cứ tìm những cách để làm sao để cho mình nổi bật hơn, mình phải suy nghĩ thôi, mà mình phải tìm được phương pháp. Ý thứ hai, tức là sau khi đi rất nhiều sự kiện và đi rất nhiều event ấy, thì mình để ý ở Việt Nam mình nó có một cái số đề khi mà trường vừa speaker vừa nói chuyện xong thì moderator sẽ hỏi là có bạn nào đặt câu hỏi không, phần lớn không ai giơ tay nhé. Thì mình quan sát chuyện đó, nhưng mà sau khi mà có một vài người đặt câu hỏi rồi thì quá trời người giơ tay luôn, thì mình mới nghĩ ra là khi mình đi một cái networking event á, sau đó mình áp dụng khá là nhiều, thời điểm mà mình khoảng tầm 20 mấy tuổi là mình sẽ chăm chú lắng nghe speaker và mình cũng sẽ có những cái hiểu biết, tìm hiểu trước về domain knowledge. Khi mà cái người host vừa hỏi là có ai câu hỏi không thì mình sẽ người giơ tay đầu tiên. Khi giơ tay đầu tiên á, thì mình sẽ giới thiệu mình là ai, mình đến từ công ty nào, và mình sẽ đặt mỗi câu hỏi, và đương nhiên câu hỏi nó cũng phải đủ hấp dẫn, interesting, chứ còn câu hỏi nó mờ nhạt quá thì cũng không nên. Và cái này là mình đã làm rất nhiều lần nhé, và luôn đúng. Thì sau khi mà mình đặt câu hỏi xong và giải trả lời xong, đến cái đoạn mà nghỉ nửa giờ á, mình đi ra tự nhiên sẽ có vài người chạy đến chủ động nói chuyện với mình. Mà cái này là cái kinh nghiệm thật. Thì cũng là một cái tips nhỏ thôi, nói chung là mình phải làm sao để cho mình tìm được cái điểm gì để mình thu hút, tức là mình đi networking. Từ từ những cái việc mà đi networking không ai nói chuyện với mình hết, mình rất là khó khăn, cho đến việc là mình sẽ thay đổi từ business card, thay đổi từ cách mà mình sẽ phải channel, mình sẽ phải đặt câu hỏi trước cho diễn giả trong cái hội thảo, để sau đó là mình có một cái topic mình đi nói chuyện với những người khác. Thì đó là những cái tips mà thực sự mình trải được cái kiến là mình muốn share với các bạn. Thế còn nếu mà đến một cái event mà các anh uống nhiều quá và cứ mời đi uống đi, hàng uống đi, thì mình phải làm gì? Thật ra thì cái này là kinh nghiệm thật của mình, và mình cũng chia sẻ là với một xã hội văn minh ấy, không ai ép ai uống, và mình cũng nên tự bảo vệ mình, và mình cũng nên từ chối nếu mà mình không phải là người uống được. Còn một cái điểm nhé, là thật ra là Vi ngày xưa mình cũng không uống được, nhưng mà chắc là mình cũng uống vài lần thì mình cũng biết uống, nhưng mà mình luôn biết giới hạn mình ở đâu. Và đối với mình thì cái mối networking, công việc, quan hệ hoặc là trong cái business ấy, nó là cần thiết, nhưng mà nó không phải là một cái quan trọng nhất để mà mình thành công trong cái business của mình. Mình nghĩ cái kho ở đây ấy, là sản phẩm của mình như thế nào, mình xây sản phẩm có tốt không. Có rất nhiều những business đi gặp họ là B2C, tức là họ làm với consumer ấy, thì thật ra cái áp lực để đi networking, tạo mối quan hệ cũng không có nhiều đâu các bạn. Tức là nếu mà được thêm thì tốt, có thể giúp ích được một vài mảng, nhưng mà bản chất nếu mà sản phẩm mình tập trung mình làm sản phẩm nó tốt thì nhiều khi cái benefit sẽ lại nhiều hơn. Cho nên là cũng không nhất thiết là bạn phải giữ lăng xả uống không được, nhưng mà bắt buộc phải uống để tạo được cái network với người nào đó thì mình nghĩ không cần thiết. Và luôn luôn mình sẽ luôn biết cái limit của mình.
Và mình nghĩ là networking nó cũng chỉ là một phần có thể giúp cho mình, nó boost cho mình cái công việc nó tốt lên thôi. Chứ một bản chất công việc của mình có tốt hay không, đó là sản phẩm của mình đang làm, dịch vụ của mình đang cung cấp, những cái cốt lõi của công ty của mình. Thì nhiều khi những cái đó không hẳn là mình đi networking là nó sẽ thành. Liên quan tới cái ý này thì Hằng vừa thấy có một câu hỏi tôi thấy rất thú vị, bạn hơi hơn nó hơi triết học một chút, nhưng mà nó có liên quan tới các vấn đề về văn hóa. Câu hỏi cho Vi là có tin là việc có thể xây dựng các mối quan hệ bền chặt với những người không cùng hệ giá trị với mình hay không? Ví dụ cụ thể, nếu trong cái buổi networking đó mọi người nói những câu chuyện mà thực sự là mình không cảm thấy relevant, mình không đồng ý với nó. Nhưng mà vì một lý do làm ăn kinh doanh thì đó mình vẫn phải giữ cái mối quan hệ này, thì Vi có nghĩ là thực sự chỉ vì quan hệ làm ăn kinh doanh mình cũng có thể quen biết và giữ cái mối quan hệ bền chặt hay không? Thực ra mình nghĩ như thế này nhé, tức là một mối quan hệ nào thì nó đều đi đến những cái level như sau. Thế đầu tiên nó sẽ là interest, tức là common interest nhé. Ví dụ thích sẽ đá bóng, người ta thích sẽ đá bóng, thì đó là common interest, tức là cái layer nó sẽ khai nhất. Sau đó đến một level nó sâu hơn là core values, tức là ví dụ có những cái core values mà mình sẽ phải luôn tôn trọng. Chẳng hạn như là mình không muốn phải đi đưa tiền cho một cán bộ nào đấy, ví dụ như vậy, để chỉ có việc mình nó tốt hơn, đó là core values. Thì đối với mình như thế này nè, ở cái level là interest ấy, thì mình cũng phải embrace và tôn trọng interest khác không giống mình, tức là mình không phải là người đúng hoàn toàn nhé. Và mình luôn tập cho mình một cái tính rất là khách quan ấy. Tại vì khi mà mình thấy người ta thích một bài nhạc, nhiều khi mình nghe bài nhạc rất sớm nhưng mà mình cũng không bao giờ bình phẩm cả. Và mình cũng luôn luôn là khi mà mình không đủ hiểu một vấn đề thì mình cũng không bao giờ bình phẩm. Thì đó là cái mà Vi thường phải practice cho mình. Ý thứ hai là trong core value có những cái nó liên quan tới vấn đề về đạo đức, morality. Thì đương nhiên khi mà mình đi xuống cái tầng sâu đó, nếu mà mình cảm thấy là ở mặt morality ấy, có những cái mình không agree được, thì thật ra mình nghĩ là không nhất thiết gì mình phải, tức là cuộc sống nó có rất nhiều người, có rất nhiều khía cạnh, có rất nhiều cách khác nhau để mà mình cùng làm một sự việc ấy. Thì tại sao mình lại ép mình vào một cái tình huống khó nổi là mình phải làm một cái việc mà morality không cho phép, chỉ để mình hoàn thành công việc của mình, thì như vậy không đáng. Chứ còn đương nhiên ở đây mình kể câu chuyện thì nó có hai khía cạnh đấy, không phải là người ta không thích bài nhạc này hay là những cái interest nó rất là căn bản mình không thích cái chuyện đó mà mình ghét người ta luôn thì không nên, đúng không? Hoặc là mình sẽ bất đồng quan điểm luôn là không nên đấy. Thì tức là mình cũng phải giữ cho mình một cái gọi là một cái mình gọi là dùng chữ là non judgment ấy. Tức là mình càng cố gắng khoáng open mindset đến đâu thì mình càng sẽ tạo được nhiều quan hệ nó meaningful đến đó. Nhiều khi chỉ là một cái first impression mình không thích người ta thôi, nhưng mà nhiều khi người ta rất tốt, người ta không chẳng làm gì cả đấy. Cho nên là mình nghĩ là cái no judgment là một cái mà mình thường thường phải practice. Nhưng mà đến những cái chuyện về mặt core value và morality thì đương nhiên chúng ta không nên compromise, chúng ta không nên bắt buộc phải bỏ đi cái yếu tố đó để mà làm được công việc. Cảm ơn Vi. Thời gian cũng không còn nhiều, phép chắc Hằng hỏi một câu nữa trước khi kết thúc lại chương trình. Có khi nào mà tức là trong năm vừa qua thì có bỏ quên một mối quan hệ hoặc connection gì đấy mà giờ mình nhìn lại mình thấy rất là tiếc, hoặc là có những cái mâu thuẫn rất là lớn, hay là khi chúng ta không còn là bạn của nhau nữa, không còn là đối tác của nhau nữa và mình rất là tiếc, thì đi làm gì hay là vượt qua cái điều đó như thế nào, hay là có tìm cách quay lại và hàn gắn nữa không? Chắc là mình sẽ trả lời như thế này nhé. Cái đời hai ý, thứ nhất là trong năm vừa qua thì cũng may mắn là gì, tức là trong thời điểm mà cũng thay đổi rất nhiều biến động Covid thì mình cũng rất may mắn là mình cũng làm quen với rất nhiều người bạn mới, tức là những nhà đầu tư làm việc với mình như là Naver hoặc là Vertex hoặc là C-Group. Mình cũng may mắn làm việc được rất nhiều founder, ví dụ như anh Thông Galaxy, hoặc là rất nhiều founder mình đã đầu tư vào như là Manabi, F99 hoặc là Empass. Còn quan điểm của mình như thế này, tức là mình cũng trả lời một cách rất là chân thành thôi. Thì quan điểm của mình ấy là con người thường thường có cái tính, mà cái này là một cái nó đi vào bản ngã của người. Con người thường ảo vọng về tương lai và tiếc nuối quá khứ, ít khi nào sống với hiện tại. Thì thật ra cái việc mà mình vừa kể với các bạn là sau 30 tuổi mình mới cảm nhận được, còn trước đó thì thật ra mình cũng luôn luôn ảo vọng tương lai và tiếc nuối quá khứ. Nhưng mà sau 30 tuổi thì mình mới nhận ra là mỗi lúc như thế này, ví dụ như chúng ta đang spend time với nhau, nói chuyện với nhau, cố gắng sống với hiện tại một cách tốt nhất. Chính vì vậy trong mỗi cái việc mà mình gặp một đối tác, mình làm một cái mối quan hệ, mình luôn luôn cố hết sức nhé. Tức là ở vai trò của Vi là Vi luôn luôn try out my best khi mà bất cứ gặp người nào.
giữ energy của mình nó positive nhất, và mình nói chung là mình sẽ làm sao để cho mình spend cái thời gian với đối tác đó, hoặc là với người bạn đó, với những cái mối quan hệ đó một cách tốt nhất, coolest, và cũng không nên tiếc nuối quá nhiều các bạn ạ. Thật sự là như vậy. Tức là nếu mà bây giờ chúng ta đã không làm hết sức và sau đó chúng ta cứ ngồi tiếc về chuyện cũ á, thì nhiều khi nó cũng không giải quyết vấn đề, thì đó là cái quan điểm của Vi. Thưa các bạn, đây là điều những người phụ nữ khi mà vượt quá 3x tuổi hãy nói. Chúng ta không nên nối tiếp quá khứ, mà chúng ta hãy sống với hiện tại và hãy look forward nhìn về tương lai. Tại vì Vi trả lời câu đấy là Hoàng phải hỏi thêm đốt cố một câu cuối, là những giá trị căn bản nào cần có để các mối, để chúng ta có thể giữ được các mối quan hệ về công việc lâu dài và tin tưởng nhau. Mình nghĩ cái principle chúng trong những slide mình có nói đúng ý, thì chắc là cái ý quan trọng nhất là chân thành. Bởi vì thật ra mỗi người họ đều có một cái góc nhìn riêng của họ, và cái sự giả dối, cái sự fake nó không có giấu được lâu dài. Tức là nếu mà chúng ta đã bước vào mối quan hệ mà chúng ta không có chân thành ấy, chúng ta luôn luôn có một cái agenda gì đấy đằng sau, thì đối với những người, đặc biệt những người thông minh, họ sẽ nhận ra được. Thì mình nghĩ là tốt nhất cứ chân thành, cứ làm sao để cho mình khó chỗ nào mình cứ nói ra. Nhiều khi là nói ra xong người ta lại giúp mình, chứ không phải là mình cứ che giấu rồi mình sẽ phải diễn rất là nhiều, rất là mệt mỏi đấy. Thì mình cái keyword rất quan trọng mà phải practice, chứ không hẳn là ngày một ngày hai là mình làm được cái việc đó đâu. Tức là mình phải luôn luôn tập cái tính chân thành trong mọi công việc. Cảm ơn Vi rất nhiều. Có lẽ nếu mà để trả lời câu hỏi này thì Hằng cũng đồng ý với Vi, đó là sự chân thành. Và một lần nữa lại phải kể lại câu chuyện quá khứ, là hồi còn trẻ mình không bao giờ nghĩ đó là điều quan trọng. Mình nghĩ là làm thế nào mà gặp được càng nhiều người, làm công việc tốt, đạt KPI, đạt được bằng cấp này nọ vân vân, thì đó là điều rất là tốt. Nhưng mà những cái gì mà còn lại với thời gian, những gì khiến cho những người khác nhớ mình, những gì khiến cho mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà reach out tới một cái đồng nghiệp cũ, một người bạn cũ, hay là một người mới gặp, là mình đến với họ bằng chính sự chân thành của mình, bằng sự tôn trọng thực sự, mình tôn trọng thời gian, mình tôn trọng những gì mà họ đã đạt được, vân vân. Và cái sự chân thành đó nó mở ra rất nhiều cánh cửa. Có lẽ là loài người là một loại sinh vật rất là kỳ lạ, bởi vì hơn tất cả các loài khác là chúng ta lúc nào cũng thèm khát sự kết nối, và cái sự kết nối thật, cái sự kết nối chân thành mà lúc nãy Vi nói, nó còn mang ý nghĩa, nó còn chạm hơn rất là nhiều so với những gì mà Hằng hay là Vi chia sẻ ở đây, hay là những gì mà các bạn hay nghe thấy ở các cái buổi networking skills vân vân. Nó không mechanical, nó không phải chỉ là tôi có được bao nhiêu cái business card, tôi làm được điều này điều kia, tôi kiếm được bao nhiêu doanh thu, nó cũng quan trọng đúng không, nhưng mà hơn hết thì chúng ta cũng đến với nhau như những cá nhân rất là cần bạn, những người mà sẵn sàng làm bạn tốt của nhau trong một hành trình rất là dài, và đặc biệt là ở trong cái thời buổi Covid như vậy đúng không, khi mà Sài Gòn có tin là sẽ đóng cửa chặt hơn nữa, và chúng ta sẽ còn ở phải nhà lâu hơn nữa, và phải rất lâu nữa chúng ta mới được nắm tay nhau, mới được ngồi uống cà phê chuyện trò với nhau, thì cái sự chân thành này nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được tất cả những cái hạn chế về nền tảng, về kênh giao tiếp, để chúng ta vẫn là bạn với nhau. Và Hằng nhiều khi mà nhận được một tin nhắn của người bạn lâu lâu mới gặp, mà tin nhắn rất là dễ thương, là Sài Gòn cố khỏe nhé, em và các bạn ở Giao Hàng Nhanh cố gắng lên nhé, phải sống chứ, để sau mùa dịch mình còn ngồi cà phê, mình còn phải kể chuyện, mình còn phải update vân vân. Thì những cái sự chân thành như vậy Hằng thấy rất là trân quý, và rất là cảm ơn Vi một lần nữa, cảm ơn rất nhiều các bạn khán giả sáng nay đã dial in vào buổi sáng thứ bảy cho cái buổi tọa đàm của Forbes Women Series lần này, chuỗi hội thảo trực tuyến dành cho phụ nữ của Forbes Việt Nam, gồm 8 buổi, và các bạn có thể tham khảo thông tin và đăng ký cho các buổi tiếp theo tại website womenworkshops.forbes.vn. Và cảm ơn Vi, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày thứ bảy thật là đẹp, và chúc các bạn hôm nay sẽ bắt đầu gửi những tin nhắn và những lời hỏi thăm rất là chân thành tới những người bạn cũ, những người đồng nghiệp cũ, hay là những mối quan hệ mới, vì chắc chắn là hôm nay sẽ là một ngày mới rất là đẹp. Chào tạm biệt các bạn.